Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Thì có rất nhiều anh chị các bạn nhắn tin cho tôi hỏi về cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu này. Thì ở đây mình sẽ làm một cái video này, mình cũng chia sẻ cho các bạn và các bạn sẽ biết được cái cách mà cái nhóm này hoạt động như thế nào. Và các anh chị biết là cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu này mình hướng dẫn các anh chị là đi hơn năm thứ năm rồi các bạn. Tức là 5 năm một cái hành trình rất là dài, chứ không phải đơn giản đâu. Và cái plan của mình thì mình sẽ tiếp tục đi nhiều năm. Bởi vì trong đầu tư các anh chị nó cũng sẽ giống như cái việc các bạn học về phát triển bản thân, cái việc các bạn đào sâu trong tâm thức vậy. Thì không thể nào trong một sớm một chiều, không thể nào các bạn học xong cái chuỗi video hoặc là các bạn đi học một vài khóa học ở bên ngoài, xong rồi người ta cấp cho các bạn cái bằng, xong rồi các anh chị nói rằng các anh chị đã có thể đầu tư được, các anh chị đã có thể là thành công được. Không phải đâu các bạn. Cái kết quả của cái việc đầu tư là các bạn phải làm sao kiếm được tiền, các bạn làm sao có cái kỹ năng, các bạn đứng được trên đôi chân của chính các bạn tự tin vào cái việc là các bạn dự phóng, cái việc các bạn xử lý, các bạn vào lệnh, thoát lệnh và các bạn gọi là tự tin trước mọi cái hình thái của thị trường. Thì đó là cái thứ quan trọng. Thì để có thể mà hiểu được cái điều này thì mình nói các bạn là bản thân mình cũng đi học rất nhiều những khóa học. Thì mình thấy được những cái cách hướng dẫn cũng như là ưu điểm, nhược điểm của mỗi cái cách mà người ta hướng dẫn. Và bản thân mình thì mình cũng đi học rất là nhiều về phát triển bản thân, cũng như mình làm việc ở những cái công ty tập đoàn đa quốc gia rất là nhiều. Thế nên sau này mình hướng dẫn được, mình biết cách làm sao để có thể giúp được cho một anh chị, các bạn từ một người không biết gì, các bạn dần dần có được những cái kỹ năng. Bởi vì bản thân mình đã phát triển như thế nào thì mình chia sẻ là các bạn như vậy. Thì hôm nay là một cái video rất là đặc biệt, mình sẽ cho các bạn ghé thăm và xem cái sự chat chít, cái sự gọi là tương tác trong cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu như thế nào. Để cho các anh chị biết được là mình nói chắc bạn, cái việc học tập, cái quá trình học tập nó không phải nằm ở các cái video đâu, mà nằm ở cái việc các bạn tương tác, các bạn học tập, các bạn trao đổi, các bạn đi cùng với thị trường. Bởi vì các anh chị biết là thông qua các cái hình thái của thị trường thì lúc này các anh chị mới thấy được có những cái lúc mình phân tích rất là dễ, nhưng mà thực sự mình có thể mà xử lý được những cái tình huống như vậy không? Mình có thể tối ưu được, mình có thể chốt lời được không? Thậm chí các bạn biết là có một số bạn học viên, họ thậm chí họ còn làm tốt hơn tôi nữa cơ. Nhưng thông qua đó là cái việc là cùng nhau học tập. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì quay trở lại đây, mình sẽ cho các bạn thấy cái việc là quản lý một cái lệnh cũng như cái việc chat chít trong cái nhóm đầu tư dài hạn này như thế nào. Thì các anh chị biết tại sao là trước đây mình cũng có làm một vài cái nhóm cộng đồng. Nhưng bây giờ thì mình là gần như mình thoát khỏi và mình không làm những cái nhóm cộng đồng nữa. Bởi vì mình hiểu là cái tư duy mà khác nhau á, mình nói các bạn là các bạn chia sẻ cái cách trao đổi nó cũng khác nhau. Thậm chí ngày trước mình làm những cái nhóm cộng đồng á, mình cứ chia sẻ free thôi. Mục tiêu là gì? Cũng giúp cho các anh chị có thể hiểu được về đầu tư cũng như chia sẻ những cái trải nghiệm. Nhưng mà mình thấy là cái văn hóa hoạt động ở trong những group đó mình không control được. Bởi vì miễn phí mà. Các bạn có thể vào bất cứ khi nào, xong rồi các bạn thích nói gì thì nói, các bạn không muốn thì các bạn out, và chẳng có một cái sự ràng buộc nào cả. Và cũng như thực sự đôi lúc mình cũng muốn nhiệt tình mình chia sẻ cho các bạn, nhưng mà không biết chia sẻ như thế nào các bạn. Bởi vì có nhiều anh chị các bạn dùng những cái lời lẽ nó không được lịch sự cho lắm. Thế nên sau này mình ngộ ra làm sao thoải mái, làm sao mà tâm an. Bởi vì cái quy tắc các bạn biết, cái thị trường đầu tư tài chính này các anh chị, các bạn biết là bản chất là nhóm gọi là đám đông sẽ luôn là mất tiền. Không có chuyện mà đám đông sẽ kiếm được tiền trong thị trường này đâu các bạn. Và cho dù các bạn giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cái việc là đám đông sẽ luôn mất tiền. Thế nên cái việc của mình không có gọi là nguyện vọng hay là mong muốn thay đổi tư duy của đám đông đó các bạn. Mình chỉ cần mong muốn thay đổi cái tư duy, cái mindset của một số ít thôi. Những cái người mà họ có cái chiều sâu thật sự. Và một cái quan trọng nữa là họ trân trọng những cái thứ mà mình chia sẻ. Đó là thứ mình happy rồi. Nên tại sao các bạn thấy trên cái kênh YouTube Tuệ Trading này, mình làm những cái kiến thức mình chia sẻ cho các bạn, thì thực sự trên này nó sẽ không có kèo cọt. Nên những anh chị mà vào đây mà tìm hiểu về kèo cọt, chắc chắn các bạn sẽ không thấy một cái điều gì cả. Nhưng mình khẳng định luôn, nếu như mà các anh chị vào đây các bạn tìm kiến thức, thì chắc chắn trên kênh YouTube này nó sẽ mang lại rất nhiều những cái giá trị cho các anh chị. Thì sẽ có rất là nhiều luồng suy nghĩ các bạn. Có người vào đây thì nói là trên này toàn nói nhảm không, chả có thấy phù hợp. Nhưng có rất nhiều anh chị thì họ sẽ rất là trân quý. Ví dụ các bạn thấy những cái video mà mình chia sẻ cho các anh chị ấy, thì rất nhiều anh chị các bạn sẽ trân quý những cái video đó bằng những cái comment, những cái lời comment rất là hay.
Rồi những cái video mà mình chia sẻ cho các anh chị về cái việc là gì? Về phân tích kỹ thuật. Ví dụ các bạn thấy trong cái chuỗi video về RSI hay gì cũng vậy, thì có rất nhiều anh chị họ cảm ơn mình. Có rất nhiều anh chị các bạn cứ kêu ừ nó nhảm, chả có cái value gì cả. Giống như ví dụ như cái video RSI này cũng vậy. Các bạn thấy là ở đây là mình làm sơ sơ thôi, các bạn thấy là khoảng tầm 11 tháng thì cũng hơn gần 116.000 lượt xem. Đó. Và để lại hơn là 571 bình luận. Các bạn thấy hầu như là mình đọc tất cả các bình luận của các anh chị, nhưng mà hầu như mình ít khi trả lời lắm. Không phải là mình không tôn trọng các anh chị đâu, mà mình trả lời các anh chị là thông qua các cái video á. Bởi vì mình thấy những cái câu hỏi, những cái comment của các anh chị hay, thì mình làm video mình giải thích cho các bạn. Bởi vì thực sự để mà chat á, không thể nào hiểu ý được đâu các bạn. Chat trên này hoặc là comment một cái thì không thể hiểu ý. Nên các bạn thấy ở đây mình thả tim hết, tức là các cái comment của các anh chị mình đều thả tim hết, mình đều đọc hết. Nhưng mà để trả lời thì mình hay làm những cái video mình chia sẻ cho các bạn. Đó, nên các anh chị thấy là cho dù các bạn làm một cái vấn đề tốt cỡ nào đi chăng nữa, thì sẽ luôn có rất nhiều những cái luồng suy nghĩ. Có người thì họ thích, có người không thích. Nên sau này là mình luôn tôn trọng suy nghĩ của các anh chị. Và cái kênh YouTube này, những anh chị nào cảm thấy phù hợp thì các bạn học. Những anh chị nào các bạn thấy không phù hợp thì đơn giản là gì? Các bạn lướt qua thôi. Bởi vì không thể nào mà đáp ứng được tất cả các cái gọi là mong muốn cũng như suy nghĩ của nhiều anh chị. Rồi thì quay trở lại, chúng ta sẽ ghé thăm và xem chat chít trong cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu đồng hành một năm này thì nó như thế nào nha các bạn. Thì trước khi mà đi vào thì mình nói các bạn là nhóm nó đã đi cùng là được hơn 5 năm rồi. Thì trong này có rất nhiều anh chị đi được 3 năm, 4 năm, 5 năm. Các bạn biết tiền thân của cái nhóm này ngày trước á, khi mình làm cái nhóm này là mình yêu cầu các anh chị là cam kết đi cùng mình 3 năm các bạn. Ngày xưa các bạn thấy mà mình yêu cầu cái học phí của cái nhóm này chỉ có 500 đô thôi. Tức là 500 đô mà hướng dẫn là yêu cầu đi cùng 3 năm. Thì các bạn hãy tưởng tượng xem là có ai dạy làm như mình không? 500 đô đâu có nhiều đâu các bạn. Mà mình yêu cầu các bạn ấy là phải đi cùng mình 3 năm. Bởi vì thực ra mình cũng mong muốn tạo nên một cái cộng đồng nó có chiều sâu một xíu. Nhưng mà quy tắc á, là làm miễn phí người ta không trân trọng đó các bạn. Thế nên là mình yêu cầu là gì? À, phải đi cùng mình ít nhất 3 năm. Cam kết như vậy thì học phí chỉ có 500 đô thôi. Nhưng sau đó mình thấy là nhiều anh chị các bạn lười quá. Các bạn ở trong cái nhóm các bạn ở 3 năm mà. Thôi từ từ học cũng được. Thì nhiều anh chị các bạn chỉ tập trung vào kèo cọt thôi. Các bạn không chịu mà chịu khó đào sâu những kiến thức mình chia sẻ đâu. Thế sau này mình nâng lên 1.000 đô. Mình yêu cầu là đi 2 năm. Tức là 1 năm bây giờ là 500 đô. Đấy. Thì sau khi mình hướng dẫn như vậy thì mình cũng thấy rất nhiều anh chị các bạn lười. Tức là các bạn thấy ồ có 2 năm nữa mà. Thì sau này các bạn biết là cái khóa học này là hiện tại là 1.500 đô. Nhưng mà mình yêu cầu đi 1 năm thôi. Tức là mình cam kết mình sẽ hướng dẫn các bạn đi 1 năm. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần trong 1 năm thôi. Mình khẳng định luôn là nếu các anh chị chịu khó học tập, đào sâu làm đúng những cái thứ mình hướng dẫn, thì các bạn sẽ phân tích giống như cách mình phân tích. Các bạn sẽ ứng xử với thị trường giống như cách mình đang ứng xử. Và nhiều anh chị thì các bạn nói vậy này, ồ, bây giờ mà đi 1 năm thì em học chưa xong. Rồi em có một số thứ mà em gọi là em vẫn muốn đi cùng nữa. Thì phải làm sao? Thì sau này tôi yêu cầu các bạn, à các bạn phải bỏ thêm một cái khoản phí nhỏ. Tức là bây giờ 1 năm các bạn phải bỏ ra là 1 tháng thì nó khoảng tầm là 1 triệu. Để làm gì? Để ít ra các bạn trân trọng. Tức là các bạn ý thức các bạn đang ở trong nhóm này. Bởi vì các bạn sẽ thấy được cái cách mà cái nhóm này hoạt động. Các bạn sẽ thấy được cái cách mà mình chia sẻ trong cái nhóm này. Cũng như mình cập nhật rất nhiều những cái kiến thức. Và mình nói các bạn là cái cách đầu tư các anh chị. Các bạn làm gì thì làm. Các bạn phải đứng được trên đôi chân của các anh chị. Và cái cách mà mình đầu tư, mình phân tích, mình hướng dẫn các bạn như thế nào, thì mình làm sao mình chia sẻ các bạn như vậy. Đó, nên các bạn sẽ thấy được cái cách mà mình quản lý một cái lệnh cũng như mình chia sẻ với các anh chị. Và cái cách mà mình đi, mình phân tích như thế nào, mình đều chia sẻ các bạn như vậy. Mục đích làm gì? Để các bạn biết được cái kỹ năng xử lý. Bởi vì thông thường khi mà đầu tư, mình nói các bạn mà dựa vào những cái lý thuyết, dựa vào những cái dữ liệu hiện tại phân tích thì nó dễ. Quan trọng nhất là đi cùng thị trường. Tại thời điểm đó các bạn xử lý như thế nào, đúng thì mình làm sao, sai mình ứng xử như thế nào, thì đó mới là cái thứ quan trọng. Nên tại sao mình nói các bạn là nhóm đã đi với nhau hơn 5 năm rồi. Nhưng mà để có thể hiểu được các bạn cần phải cùng tư duy, cùng cái hệ thống giao dịch và cùng cái chiến lược đầu tư thì mới có thể trao đổi được. Nên tại sao trong cái nhóm là để trao đổi các bạn phải học trước là vậy. Và các bạn thấy là các anh chị ở đây họ phải cam kết đi dài hạn.
Dài hạn ở đây không phải là đầu tư là chỉ mua how to die đâu, mà dài hạn ở đây là đầu tư vào kiến thức, dài hạn cho cái việc học. Xác định là các bạn phải tìm hiểu được cái bản chất cốt lõi của cái vấn đề đầu tư. Mình làm cái video này, mình cũng muốn nói những anh chị mà các bạn xem trên kênh YouTube á, các bạn muốn mà đi với thị trường này thì các bạn phải mang cái tư duy này vào trong cái việc học tập. Các anh chị đừng có học tập bằng cách thấy thị trường tăng thì các bạn vào. Thì khi mà thường các bạn thấy thị trường tăng thì nó nằm ở trên đỉnh này rồi này. Nhưng những cái lúc mà thị trường nó nằm ở những cái vùng này này là những cái vùng cơ hội thật sự. Và tại sao những cái vùng này mình nói các bạn phải focus, phải tập trung? Bởi vì tiền kiếm được là ở cái khúc này nè. Còn khúc trên này là lo mà bán đi. Nó nên là phải biết. Đó. Và các bạn thấy là học tập, các bạn thấy là phải rất là nhiều. Một cái nhà đầu tư các bạn phải thực sự đam mê học tập và đào sâu. Đọc sách về đầu tư này, nghiền ngẫm về cái việc mà những cái huyền thoại đầu tư họ đầu tư như thế nào. Họ có những cái lúc họ thua lỗ thì họ xử lý như thế nào. Thì rất là nhiều các bạn về kiến thức về trading, kiến thức về đầu tư, rất nhiều những cái mảnh ghép để ghép lại với nhau, để có thể tạo nên một cái hệ thống đầu tư nó phù hợp với phong cách của mỗi người. Không ai giống ai hết các bạn. Tại sao trong cái nhóm mình là luôn tôn trọng cái sự khác biệt? Bởi vì có anh chị họ muốn lướt ngắn, có anh chị họ đầu tư dài hạn. Và cái quan trọng nhất là các anh chị phải biết các bạn đang làm gì. Đó mới là cái thứ quan trọng. Chứ không phải chỗ này tôi thoát là tôi đúng, tôi mua vào là tôi đúng, rồi các bạn cãi nhau đúng sai để làm gì. Quan trọng câu hỏi đặt ra là các anh chị có kiếm được tiền không? Nó mới là quan trọng. Và các bạn có thực sự hiểu được cái việc các bạn đang làm không? Nếu như các bạn giữ mà giá nó giảm, các bạn làm gì? Tăng các bạn làm gì? Chốt lời như thế nào? Các anh chị hiểu không? Nó mới là những cái thứ quan trọng. Rồi cùng nhau thảo luận, cùng trao đổi, cùng chia sẻ kinh nghiệm và khiêm nhường học tập lẫn nhau. Cái người mà học tập mà có chiều sâu các bạn, họ thực sự họ sẽ quan sát xem khi người ta chia sẻ có những cái thứ gì hay người ta học tập, những cái thứ gì người ta cảm thấy không phù hợp thì sao người ta bỏ qua, hoặc người ta góp ý một cách rất là chân thành để làm gì, để thông qua cái việc góp ý đó cái người kia mà họ chia sẻ họ cũng học được điều gì đó. Chứ không phải các bạn đi vào các bạn chỉ trích như thế là không đúng, như thế là sai vớ vẩn, rồi các bạn giống như những cái cộng đồng ở bên ngoài. Nên tại sao cái nhóm này là một cái nhóm rất là đặc biệt là vậy. Họ thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mà rất là khiêm nhường học tập lẫn nhau. Và mình nói các bạn là luôn tôn trọng cái sự khác biệt. Tức là mỗi người đều có cái suy nghĩ, cái tư duy khác nhau. Và cái việc chia sẻ để làm gì? Cùng nhau là học tập, xem những cái điểm nào mình làm tốt, những cái điểm nào mình làm chưa tốt mà hoàn thiện. Trong đầu tư học tập nó phải vậy các bạn. Chứ không phải các bạn lên các bạn thể hiện tôi như thế này, tôi giỏi, bạn dở. Nó không phải đâu các bạn. Nên kênh YouTube á, mình cũng nói cho các anh chị rất là nhiều các bạn ha. Mình nói các bạn là mình đang rất là dở, mình đang rất là cồi bắp, mình đang tư duy, mình đang ở đáy luôn. Mình chả biết cái gì hết trơn. Mình thừa nhận mình rất là yếu kém. Thì các bạn thấy là gì? Khi mình nói như vậy đâu ai vào đâm thọt mình đâu. Thì, và đơn giản là gì? Việc của mình, mình cũng không có nhu cầu tranh luận với ai mình hơn hay là mình thua hay là gì các bạn. Mà quan trọng nhất, các bạn tiến bộ hơn các bạn so với ngày trước như thế nào. Đó mới là cái thứ quan trọng. Còn các anh chị lên chỉ trích lẫn nhau rồi các bạn là gì? Đi soi mói. Nói rằng ngày xưa thằng này nó cháy tài khoản, nó thua. Chuyện bình thường các bạn. Ai cũng đã từng có những lần sấp mặt như vậy. Mà thông qua đó cái người mà học tập có chiều sâu á, người ta học được cái gì, người ta hoàn thiện để người ta tránh những cái sai lầm đó. Và bây giờ người ta thay đổi thành một cái con người mới. Các bạn phải trân trọng, các bạn phải ngưỡng mộ, các bạn phải học tập chứ. Chứ các bạn đi bươi soi mói những cái điều đó làm gì các bạn. Nó chả giúp được cái gì cho các anh chị cả. Nếu các bạn bươi những cái đó mà các bạn giỏi thì là điều tuyệt vời. Còn nếu như cái việc đó các bạn làm mà các bạn chả có học được cái điều gì cả thì tôi nói các bạn là nó không mang lại cái value gì đâu. Nên nhiều anh chị mà các bạn mà đào sâu mà cái kiểu học tập, cá nhân tôi cũng vậy các bạn. Khi tôi nghiên cứu một ai đó là tôi tìm hiểu nhiều năm trước họ làm gì, họ đầu tư như thế nào. Mà cái mình tìm hiểu để làm gì? Mình xem trước đó level của họ như vậy, tức là họ cũng có những cái sai lầm như thế, nhưng do phát triển bản thân, do họ học tập, do họ đào sâu, do họ kiên trì mà bây giờ họ có thành quả ngày hôm nay. Thì đó cái thứ mình cần phải học tập ở người ta. Chứ còn bây giờ mình soi ngày xưa nó cũng mua cái này, bị chia tài khoản nhiều lần, chuyện bình thường, ai chả bị như vậy các bạn. Một cái nhà đầu tư huyền thoại họ phải sức đầu mẻ trán nhiều lần. Một cái thánh nhân nào đó các bạn, trước khi họ trở thành thánh nhân thì họ cũng đã từng mắc phải rất nhiều lỗi lầm. Cái việc của các bạn là nhìn thấy giai đoạn hiện tại họ như thế nào, học tập các bạn. Nên cái nhóm này nó có chiều sâu như vậy, nó sẽ khác biệt với rất nhiều những cái nhóm bên ngoài là vậy các bạn. Rồi tiếp tục nữa là
Học tập không phải là thông qua lý thuyết các bạn, không phải là à nhìn ở đây, à thông qua tại chỗ này, nhìn chỗ này, rồi bắt đầu là gì? Thấy chỗ này rồi mà phân tích như vậy thì nó dễ quá. Cái quan trọng nhất mà các bạn cần phải nhìn thấy được những cái dấu hiệu trước khi cái sự việc này diễn ra. Và cái quan trọng là khi mình sai, mình trả giá như thế nào. Đó là cái thứ quan trọng. Nên tại sao các bạn thấy là trong cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu là các bạn sẽ đi cùng mình tại từng giai đoạn của thị trường, phân tích vào lệnh, chờ đợi như thế nào, nó mới là cái thứ quan trọng. Rồi cũng có lúc mình sai chứ, trả giá như thế nào, rồi kiên nhẫn chờ đợi khi nào mình mới vào lệnh lại. Nên là nó sẽ online trên đồ thị. Thì thông qua các cái hình thái này này thì các bạn mới hiểu, à tại sao như vậy, cách xử lý như thế nào, để mình ý thức. Các bạn hiểu không? Tí nữa tôi sẽ show cho các bạn cái đoạn chat, một cái quá trình mà build cái lệnh từ trên chỗ này xuống, tức là một cái quá trình mà mình xây dựng cái kế hoạch để mà làm gì, để mà mình giao dịch. Rồi mình thua thì thua như thế nào, rồi khi mà thua như vậy thì câu chuyện là gì, mình xử lý như thế nào. Đó là cái thứ cần học đó các bạn. Rồi tiếp tục này, mình nói đi nói lại rất nhiều lần là các bạn phải xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch và làm theo cái hệ thống đó. Thì cách của mình ứng xử bây giờ cũng như vậy đó các bạn. Mình đã giao dịch, mình đã đầu tư trong một cái thời gian rất là dài, rồi cũng lên bờ xuống ruộng rất là nhiều. Thì thông qua những cái lần đó mình đúc kết ra cái hệ thống giao dịch và bây giờ mình chia sẻ lại thôi. Và cái quan trọng nhất là gì? Khi đứng trước những hình thái như vậy các bạn đừng có để giá nó chi phối, mà các anh chị phải dựa vào những cái mẫu hình, dựa vào tại những cái thời điểm đó các bạn đã đầu tư trong một cái thời gian rất là dài rồi, thì các bạn tách biệt cái cảm xúc ra. Đó. Và mình nói các bạn làm gì thì làm, cần một cái thời gian dài mới có thể hiểu được, mới thành thạo một cái nghề. Nếu các anh chị mà có quan sát chiều sâu, các bạn chịu khó để ý kỹ đi. Nếu các anh chị đang làm trong những doanh nghiệp, các bạn xem những cái người mà nắm những cái vị trí quản lý cấp cao, quản lý của các anh chị, thì họ đã làm việc bao nhiêu năm trời rồi, họ tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm rồi thì họ mới có thể ngồi cái vị trí quản lý và họ đang quản lý các anh chị, đúng không? Rồi các bạn thấy những cái người mà họ ví dụ như là một cái người bác sĩ mà trưởng khoa hay gì đó, thì họ đã học tập rồi, họ ra trường họ làm bao nhiêu năm rồi thì họ mới có thể là ngồi lên được cái vị trí đó, bởi vì cái kinh nghiệm của họ rất là nhiều thứ. Thì cái nghề gì cũng vậy các bạn. Các bạn quan sát kinh doanh ở bên ngoài, một cái người mà họ kinh doanh thành công thì họ đã trầy trật với nghề trước đó rồi, họ phải trải qua rất là nhiều thì họ đúc kết ra được kinh nghiệm như vậy. Và trong đầu tư cũng vậy các bạn, mình cũng đúc kết cái triết lý như vậy mà mình hướng dẫn cho các anh chị. Nên trong cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu là cái cách mình hướng dẫn cho các bạn như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm xem chat chích trong cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu này như thế nào nha các bạn. Thì khi mà các bạn quan sát trong này thì các bạn sẽ thấy được, à tại sao lại như vậy, tại sao cái nhóm đi cùng nhau như vậy. Đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà quản lý lệnh cũng như cái cách mà nhìn. Đó, các bạn thấy. Thì ở đây này, mình sẽ show cho các bạn cái nhịp tại cái vùng này này. Đây, tại cái vùng này đi. Tức là sẽ có những cái nhịp khi mà các bạn phân tích, khi mà các bạn giao dịch, các bạn sẽ cần nhìn ra được những dấu hiệu tại sao như thế nào, lúc nào kiên nhẫn chờ đợi. Ví dụ các bạn thấy trong cái hệ thống giao dịch của mình ấy, thì khi mà RSI mà nó về dưới cái vùng mà 20 thì các bạn thấy khả năng cao nó sẽ có một cái nhịp retest. Đó, thì ở đây ấy, các bạn thấy là cái khúc này này, mình có vào nhỏ giọt chút xíu nhưng mà sao mình chờ cái vùng này mình mới vào mạnh. Thì các bạn thấy ở đây đó, khi mà bắt đầu là gì, những cái vùng này bắt đầu các cái khung thời gian lớn nó kéo lên, thì lúc này mình nói các bạn đây là một cái nhịp test, là một cái nhịp cơ hội. Đó, thì những quy luật quan sát sẽ biết thì lúc này là gì, coi cân nhắc mà vào, thấy không? Đó, cân nhắc cái vùng mà sao, khi nó về đây rồi thì chờ một cái nhịp này. Tại sao các bạn thấy là trước khi mà nó nằm ở đây này, là mình đã lên cái plan, mình chờ cái nhịp test này rồi. Các bạn thấy mình chụp lại cái dữ liệu, thấy không? Tức là khi nó rơi về đây, đừng vội vào lên, mà cần làm cái gì? À, chờ một cái nhịp test. Và các bạn thấy là kiên nhẫn một cái giai đoạn này đâu hề đơn giản, đúng không? Các bạn cần phải kiên nhẫn này, chờ về đây, lúc này mới vào. Đó, thì lúc này các bạn thấy là kiên nhẫn mà chờ vào thì cái cấu trúc mình vào muốn mà làm sao, muốn mà chắc ăn thì các bạn thấy này, cái quy luật luôn vậy. Tức là nếu các bạn cố tình các bạn đi bắt đáy tại chỗ này thì các bạn sẽ có khả năng bắt tại những cái vùng trên này, bởi vì nó đâu có một cái vùng hỗ trợ kháng cự rõ ràng đâu. Nhưng nếu các bạn bắt bên này thì nếu mà các anh chị sai thì các anh chị sẽ trả giá cho một cái stop loss nó thấp hơn cái đáy này, thì mình đã tính toán được rồi, đúng không? Các anh chị sẽ tính toán ra được những cái như vậy. Đó, và các bạn thấy lúc này là gì? Quản lý lệnh thì bắt đầu coi những đồng coin nào có thể vào mua được. Thấy chưa? Rồi giải thích trong này.
Đó, những anh chị họ sẽ phân tích như thế nào, tại sao là như vậy, các bạn thấy trao đổi rất là nhiều. Đó, thì nhìn này bắt đầu nhìn về đa khung thời gian, các cái khung lớn nhìn vào bắt đầu H4 kéo lên, thì H12 kéo lên như thế nào. Đó, và lúc này làm gì? Vào chứ. Đó, thì các anh chị thấy trong nhóm họ sẽ trao đổi với nhau vùng này sẽ như thế nào, họ sẽ đưa ra cái quan điểm, mà các anh chị thấy cái ngôn ngữ rất là lịch sự. Đó là cái cách mà mình muốn build cái cộng đồng này là vậy các bạn. Đó, rồi khi mua là sao? Mình nói các anh chị rất là rõ ràng, mình không cố tình đi bắt đáy, nhưng mình sẽ mua khi nào? Khi và chỉ khi mà giá nó đã bắt đầu là tạo cái đáy rồi, tức là tạo đáy xong rồi thì lúc bên này mình mới vào. Và các bạn thấy áp dụng đúng rua không? Đó, thì áp dụng đúng tại vùng này các anh chị thấy là gì? Ở đây là cái khúc nó đang nằm ở chỗ này các bạn này. Đó, đang nằm chỗ này. Đó, thì bắt đầu là sao? Cơ hội khi mà như vậy thì vào mua chứ đừng có sợ. Thấy chưa? Đó, tại sao lúc này mua lên bắt đầu là có thể là quá treo nến, nhưng sao? Mua, quản lý để đi lên. Đó, nhìn như vậy mà không mua thì phí. Các bạn thấy không? Tức là những cái mẫu hình này là cái mẫu hình mà mình đưa trong cái khóa học của Trading Sport á, cũng như là trong Build Your Trading System, tức là xây dựng cái hệ thống giao dịch. Khi các cái mẫu hình như vậy nó đã phá cái trend cho của xu hướng giảm, thì việc của mình là gì? Vào lên. Vào. Đó. Thì các bạn thấy mình đưa sâu lên cho các anh chị, thì tùy người nào vào thì vào, không vào thôi không biết. Đó, thì các bạn thấy lúc này là nhìn thấy là nó vượt qua, là lúc này RSI nó nằm ra ngoài vùng 80. Thì khi mà nằm ngoài vùng 80 như thế này thì khả năng cao sẽ tiếp tục, nó sẽ tiếp tục đi lên nữa. Thì cái việc của mình là gì? Mình target lên những cái vùng hỗ trợ kháng cự mà quan trọng ở đây. Thế bắt đầu là gì? Những cái vùng này là vùng trước đó giá nó test, thì sao? Mình coi cân nhắc, mình target lên tại những vùng này. Thấy chưa? Đó, bắt đầu là quản lý lệnh. Nó quản lý lệnh trên khung lớn, nhìn những thấy cái gì? Nhìn lên. Đó, thì target vùng này lên đây. Lúc này RSI đang mở rộng. Đó, các anh chị thấy là cái cách. Rồi tiếp tục này. Khi bắt đầu H1, đó các bạn thấy không? H1 mà RSI vượt ra ngoài vùng 80 thì lúc này tiếp tục là phải target tiếp tục lên nữa, lên nữa. Nhưng phải thực tế ý thức là gì? Mình đang giao dịch trong cái giai đoạn là gì? Thị trường nó ngược xu hướng. Và nhớ kỹ này, cứ khi mà RSI vượt ra ngoài vùng 80 thì phải kỳ vọng tăng lên. Tuyệt đối này, các bạn thấy tuyệt đối là không có suy nghĩ sọt trong đầu. Đó, mình nói rất là rõ các anh chị. Đừng thấy tăng lên đây cái là nhiều anh chị suy nghĩ sọt. Sai, đó là sai lầm. Đó, khi mà bắt đầu thấy lên như vậy, bắt đầu kỳ vọng tiếp tục tăng tiếp, vẫn kỳ vọng tăng. Chiến lược như này là chỉ có mua và chờ mua thôi. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái cách mà mình giải thích cho các anh chị, tức là đi sao mình sẽ giải thích cho các bạn như vậy. Rồi tiếp tục này. Đó, các bạn thấy là mình sẽ giải thích rất là nhiều. Trong này chat rất là nhiều. Chat ở đây là giải thích cái hệ thống giao dịch, giải thích cái cách ứng xử, giải thích tại sao lại vào lệnh như vậy. Tóm lại là rất là rõ ràng, chi tiết rất là cụ thể. Đó. Rồi tiếp tục này. Nhưng khi mà các bạn thấy là bắt đầu các chị sẽ phải quan sát. Đó, ví dụ như nó tăng lên như thế nào, tại sao những cái vùng giá mình cần phải quan sát, mình cân nhắc. Thì bắt đầu là gì? Khúc này các bạn thấy là nhìn nó vẫn giữ giá tốt. Thì sao? Mình vẫn kỳ vọng tăng tiếp. Vẫn kỳ vọng chứ đúng không? Nó vẫn đang tăng mà, cứ kỳ vọng tăng. Nhưng lúc này là cái lúc quan trọng, cái kỳ quan trọng này. Thông thường nếu mà nó tăng thì tại cái vùng này này nó sẽ tạo đáy cao dần này. Đáy cao dần này, thì cái khúc này nó sẽ tăng lên rồi. Nhưng khúc này mình thấy nó không tăng lên mà nó bắt đầu đi xuống, thì khúc này bất ổn. Bất ổn thì lúc này là gì? Mình giải thích cho các bạn luôn. Nếu lực tăng rất là mạnh thì khúc này nó đã phá qua cái vùng đỉnh này rồi. Này, vùng đỉnh này. Còn bây giờ nó không phá qua thì đồng nghĩa với việc cái gì? Khả năng cao là nó sẽ rơi. H2 mà fail thì sẽ kéo thêm H4 fail. Nên anh em nào mà đánh ngắn thì khúc này là quản lý lệnh và giữ lợi nhuận. Tức là các bạn dời SL lên cái vùng này để làm gì? Để bảo toàn cái lợi nhuận của các bạn. Đó, các bạn thấy là cái cách mình giao dịch sao, mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn như vậy. Và đơn giản là gì? Trong này họ đã học về cái hệ thống giao dịch rất là nhiều rồi. Trong này các anh chị biết là những anh chị học nhiều lắm. Học trong này này, mình nói cho các anh chị là ở đây là các anh chị thấy là trong này họ phải học cái khóa Trading Sport này để họ hiểu được chiến lược, rồi xây dựng cái hệ thống giao dịch, ghi chép những cái giao dịch. Và trong này là mình đưa cho họ một cái hệ tư tưởng, một cái hệ giao dịch. Thì khi mà nhìn những cái đó thì các bạn sẽ ý thức, các bạn sẽ làm theo như vậy. Và các bạn hiểu được tại sao là như thế. Bởi vì lúc này không phải là đi giải thích nữa, mà các bạn biết mẫu hình như thế này nó fail. Thì lúc mình đưa ra, mình đưa lời khuyên thôi. Các bạn không? Thì tức là một số anh chị họ sẽ làm theo,
Một số anh chị họ sẽ không làm. Đơn giản là họ có cái hệ thống giao dịch của họ, họ có cái tư duy của họ. Thì đơn giản là gì? Quan trọng nhất là các bạn có những cái trải nghiệm. Quan trọng nhất là các bạn biết quản lý rủi ro. Ví dụ khúc này nhiều anh chị các bạn sẽ không có đưa lên để giữ lợi nhuận, mà các bạn sẽ dời về cái điểm hòa vốn. Thì chuyện bình thường. Đã mua được cái vùng dưới này rồi thì các bạn có thể ok chấp nhận là một là ăn lớn, hai là hòa vốn, bởi vì trên này nó có khả năng nó nhiễu, đúng không? Thì tùy theo mỗi người thôi. Đó, rồi các bạn thấy sau đó nó rời. Đó, sau đó nó rời thì mình kêu các bạn là thấy không? H1 mà nó fail thì sao? Khả năng là H4 nó fail là khá cao. Và các bạn nhớ kỹ này, trong trading á, không phải chúng ta muốn mà là chúng ta follow theo những gì chúng ta thấy trên đồ thị. Bởi vì là mua vào ai chả muốn nó tăng các bạn. Tôi cũng muốn nó tăng, các anh chị cũng muốn nó tăng, ai cũng muốn nó tăng để kiếm lợi nhuận. Nhưng mà sao có những cái lúc mà sao mình target lên trên này nhưng mà thị trường nó không có gọi là đẩy lên cái vùng đó. Thì cái việc của các anh chị cần làm là gì? À, mình chấp nhận. Mình chấp nhận rằng thị trường nó chỉ lên được như vậy thôi và không có gọi là cái cơ hội cho mình nữa. Tức là lúc này các bạn nhìn thấy lúc này là gì? À, dấu hiệu là gì? Fail. Cấu trúc tức là nó tăng lên đây và lúc này lực bán tham gia vào rất là nhiều, đẩy giá đi xuống. Đó, các bạn thấy trên này này, giá dằn co lên đây sẽ rơi, đúng không? Thì lên tại cái vùng này lại, target lên vùng này. Thì giữ giá tốt thì nó sẽ tăng lên tiếp. Còn nếu không thì lúc này gì nó fail. Nên cái việc của chúng ta là trade what you see, not what you think. Tức là các bạn đừng cố chấp. Rất nhiều anh chị cố chấp vậy nè, phải lên trên vùng này các bạn mới chốt. Nhưng thực tế giá nó không có lên. Các anh chị hiểu không? Nhiều anh chị cố chấp lắm. Nên tôi nói các bạn là trong trading chúng ta phải có cái sự linh hoạt, đừng cố chấp. Nếu các bạn cố chấp các bạn đợi lên trên này, đúng không? Các bạn thấy các bạn đu mớ trên này, thấy chưa? Thì cái việc cần làm là gì? Cần làm rất đơn giản, quan sát về những cái vùng này, vẽ ra cái vùng hỗ trợ kháng cự, quan sát. Thoát ra rồi thì sao? Quan sát. Đó, thấy chưa? Rồi tiếp tục nó rơi, nó phá qua cái vùng này thì sao? Mình bắt đầu lên cái plan, chờ nếu nó hồi về vùng này, dấu hiệu RSI tích lũy thì lúc này vào mua. Hệ thống giao dịch nó rõ ràng và chờ đợi chứ. Lúc này phải chờ. Đó. Rồi sau đó tiếp tục này, nó tiếp tục á là nó rơi tiếp. Nó rơi chỗ này, nó rơi tiếp thì cần làm gì? Lúc này lại tiếp tục quan sát tiếp chứ. Quan sát. Đó, các bạn thấy đáng chỗ này nó có tích lũy lên nhưng mà sao? Rồi ai chưa cắt lên trên cái đường trung bình chậm này thì sao? Chờ tiếp. Và thấy nó fail, nó rơi tiếp, thấy chưa? Rơi thì chờ. Các bạn thấy không? Rơi chờ chứ sao? Đó, thì sao? Lúc này chờ đợi. Đó, tôi sẽ giải thích, các bạn thấy giải thích rất là nhiều. Tại vì sao mà những cái này tôi nói các bạn là gì? Khi họ có hệ thống giao dịch rồi, nhưng mà trước các cái hình thái của thị trường ấy, phải đi với nhau như vậy. Đó, các bạn thấy là các bạn học đại học, cao đẳng mất tới 3 đến 5 năm trời. Đó, thì cái nghề tài chính này nó khó hơn những cái ngành khác nữa. Nên các bạn đừng có vội vàng là vậy. Thì tại sao mà tôi phải giải thích rất là kỹ, thấy chưa? Rồi, khi về đây, về cái vùng hỗ trợ kháng cự này, mình cần phải quan sát chứ. Nhiều anh chị là sao vào đây bắt đáy, mình kêu là cứ chờ cái đã, dấu hiệu nó tích lũy cái đã. Đó, các bạn thấy không? Đâu vào đâu. Đó, nhiều anh chị mà cứ nhảy qua nhảy lại nè, bị ấm, chuyến bình thường. Đơn giản là gì? Các bạn không tuân thủ cái hệ thống giao dịch thôi. Đó, lên trên đó, ví dụ như tại vùng này, đúng không? Đó, các bạn chốt đi thì đâu sao đâu, đúng không? Sau đó nó cứ rời. Đó, nó rời, rời về đây. Thì khi mà nó rơi như thế này, các bạn thấy nhìn đã có cái dấu hiệu tích lũy đâu. Nhưng mình thấy này, à, cái thằng H2 rồi đi khá xa rồi. Thì mình lên cái plan, à, khi mà mày hội tụ tại đây thì có thể mua vào. Nhưng mà ở đây nó bắt đầu này, hội tụ H2 này. Các bạn thấy này, H2 thì cho thấy là mới cắt lên đường trung bình nhanh. Tuy nhiên chưa cắt lên đường trung bình chậm, mà dấu hiệu này mình chưa giao dịch được. Thấy chưa? Tiếp tục về H4, thấy H4 đang mở rộng, thấy chưa? Thì sao? Khả năng cao là nó sẽ tiếp tục làm gì? Nó sẽ tiếp tục đi xuống tạo cái đáy dưới này. Thì nếu mà giao dịch theo H4 thì chờ. Nè, H1 vào lệnh được, H2 thì chưa, H4 thì cho thấy khả năng rơi tiếp. Thì khung lớn các bạn lưu ý kỹ này. Giao dịch các bạn phải nhìn ở khung lớn, ít nhất là H4, thấy chưa? Tí nếu mà vào H1 thì không an toàn. Nó những bạn nào mà lựa vào H1 thì có chừng. Đó, thì tôi chia sẻ các bạn rất là rõ như vậy. Và các bạn thấy sau đó là gì? Câu chuyện nó tiếp tục, nó rơi tiếp. Thì bây giờ lúc này này, nhìn H1 nó có dấu hiệu tạo đỉnh đáy cao dần. Thì nếu như mà nó rơi về đây mà tạo, gọi là tạo đáy xong mà nó tăng lên, thì đây là một cái vùng các bạn có thể vào mua. Đúng không?
Đây là cái plan chứ chưa phải là vào mua, các bạn hiểu không? Đó. Và sau đó là gì? Nó tiếp tục nó rơi xuống. Nó rơi xuống tại vùng này, các bạn quan sát. Và nếu rơi quá cái vùng này, tức là gì? Kịch bản lúc này fail, bỏ đi. Các bạn hiểu không? Tức là ở đây thị trường đi như thế nào mình giải thích cho các bạn. Tại vì đây là cái hệ thống giao dịch của mình. Mình hành động theo nhất quán chứ mình không phải nhìn vào giá đâu. Đó thì fail kế hoạch này thì chờ tiếp, thấy chưa? Chờ tiếp. Đó. Thì nhiều anh chị, tôi nói các bạn á, có nhiều anh chị bây giờ tiếc này. Trời ơi, cái khúc này đáng ra là chốt đi ngon rồi. Tại sao không chốt để làm gì? Để cuối cùng nó rơi về cái vùng phía dưới này. Tiếc quá, đúng không? Nên tôi nói các bạn là cái gì có cái giá của nó hết trơn. Cái gì có cái giá chứ đâu phải là các bạn muốn là được đâu. Đâu phải đâu. Thấy chưa? Rồi là gì? Về đây là sao? Nó rơi. Nó rơi xuống, nó cứ tiếp tục nó rơi. Đó, thì các bạn thấy nãy giờ này chỉ có chờ đợi kiên nhẫn thôi, đâu vào đâu. Nhưng mà nhiều anh chị các bạn thấy là các bạn hay đi bắt đáy tại cái vùng này. Các bạn càng bắt càng rơi. Thấy chưa? Đó, thì các bạn thấy trong cái nhóm này chắc chích nhiều lắm. Nhưng mà sao? Mình sẽ chia sẻ các bạn tại sao lại như vậy. Rồi vùng này, nhìn H4 kiểu này thì gì? Khả năng cao nó sẽ tiếp tục rơi tiếp. Nên đâu dài mà vào đâu các bạn. Hệ thống giao dịch nó không cho phép vào. Đó, thì sao? Về đây tức là sao? RSI nó có một cái nhịp, các bạn thấy không? Khi RSI H4 tạo một cái vùng này thì khả năng cao, thấy không? Ở đây, về đây nó hoàn thành tiếp phát nữa. Thì tiếp tục là gì? Kế hoạch của mình cần làm là gì? À, chờ nó điều chỉnh. Kế hoạch là sẽ là như vậy. Còn hỏi vào lệnh chưa? Chưa. Bởi vì đơn giản khúc này đã vào được đâu. Các bạn thấy trong đầu tư cần kiên nhẫn là vậy. Kiên nhẫn nó mới ra tiền. Không kiên nhẫn là các bạn chỉ có mất tiền thôi. Đúng không? Nhìn khung lớn cũng đang rơi như thế này, nguy hiểm, chờ đợi. Đó. Tuy nhiên này, cũng có những cái lúc các bạn cần lưu ý. Những lần trước, cái lúc này, khi mà vùng số 1 xong vùng số 2, các bạn thấy là nhìn RSI nó mở rộng xuống không? Nhưng giá nó đi ngang một đoạn kéo cái gọi là cái khung lớn, bắt đầu đi vào giai đoạn tích lũy, sau đó đi lên. Thì ở vùng này nó cũng có khả năng như thế, đừng có sợ. Nhưng sao hỏi có vào lệnh không thì không vào. Mình chờ, mình quan sát. Nhưng tại cái khúc này cần thận trọng, bởi vì là gì? Có khả năng nó đi theo kịch bản như thế này. Thì việc của mình cần làm là gì? Quan sát cái đã, các bạn thấy không? Quan sát. Đó, tiếp tục. Quan sát, cứ lên kế hoạch, cứ chờ. Chỗ này các bạn thấy lúc này cần làm là gì? Thấy thằng H2 nó cũng bắt đầu cái việc là gì? Điều chỉnh. Thì cứ quan sát. Đó, lên kế hoạch chờ. Tiếp tục nè. Đó, bắt đầu nhìn theo là gì? Ở đây H4 cứ chờ, tiếp tục bắt đầu móc lên. Đó, H4 bắt đầu thấy móc lên thì sao? Coi cân nhắc. À, vào. Đó. Bắt đầu tiếp tục này, H4 nó lại tiếp tục đi mở rộng tiếp tục nữa thì sao? Lại ngồi chơi. Các bạn thấy không? Đó, giả gì mà vào. Các chị thấy không? Nên nhiều anh chị các bạn không biết thì các bạn sẽ bị mất tiền trong một cái khoản. Các bạn sẽ bị mất tiền trong một cái khoản. Còn cái việc của mình đơn giản là gì? Mình cứ chờ cái đã. Đó, các bạn thấy là tại cái vùng này mình cứ chờ. Mình đã vào đâu? Mình không vào. Đó, nhiều anh chị các bạn thấy thoát trên này xong dưới này các bạn cứ đi bắt và bắt cuối cùng các bạn dính đâu. Trên này mình cứ xuống cứ chờ cái đã. Rơi kệ nó chứ, đúng không? Tiền vẫn nằm trong túi liên quan gì. Đó, và ý thức được đó là đang trong xu hướng giảm. Thì khi mà nó rơi xuống đây, thấy không? Khi mà RSI của cái khung á, ở đây này, H4, nó tạo một cái vùng như thế này rồi thì tiếp tục cân nhắc, chờ tiếp tục. Chờ xem, nè. H4 tại vùng này thì có khả năng sao? Nó có khả năng tiếp tục, nó gọi là nó có thể rơi tiếp, hoặc là về đây nó tạo một cái vùng tích lũy nó đi lên. Thì tại chỗ này nè, các bạn sẽ phải quan sát để xem dấu hiệu có cái sự tích lũy của lực mua thì mình tham gia vào. Còn nếu như lực mua không tích lũy ổn thì sao? Tiếp tục nó rơi tiếp, đứng ngoài chờ tiếp. Các bạn hiểu không? Ở đây không phải là dự đoán theo kiểu là nhiều người hay nói là không lên thì xuống, không phải đâu các bạn. Mà thực ra các bạn phải giải bài toán tại cái vùng này nè. Vùng này mình chưa biết mà. Mình chưa biết, mình đừng có đoán mò các bạn. Mà tới đây tôi sẽ biết. Giống như tôi hay nói các anh chị là tôi không biết đáy nó sẽ là giai đoạn nào. Bởi vì tôi đâu có đi đoán đâu các bạn. Tôi chỉ cần biết khi tạo đáy xong thì cái việc của tôi sẽ vào tôi mua. Nếu nó có dấu hiệu tích lũy tốt. Đó. Nên lúc này là gì? Cứ coi quan sát chờ lên kịch bản nhưng chưa có vào. Chưa có vào mua. Đó, ai nói đáy đâu kể họ. Việc của mình là gì? Chờ nó tạo đáy thì lúc đó tin tiếp. Đó, các bạn thấy không? Thì về đây H4 mà kiểu này thì làm gì? Cứ ngồi ngoài chơi. Tại sao lại phải vào, đúng không? Nó hệ thống giao dịch nó nói rất là rõ ràng. Chờ tiếp, khi đó cứ chờ thôi. Đó, cứ chờ, tiếp tục chờ.
Nó giải thích, mình giải thích cho các anh chị. Nó các bạn thấy trong này chat rất là nhiều. Ở đây chat ở đây không phải kiểu mà cứ kèo này kèo kia, mà mình giải thích cái nguyên lý tại sao nó lại như vậy. Mình nói các bạn là cái giá trị của cái khóa học đầu tư dài hạn nó nằm trong group chat này nè, chứ không phải ở cái video. Bởi vì qua các hình thái của thị trường thì các anh chị mới có thể hiểu được, và thông qua các cái buổi Zoom mình giải thích kỹ hơn là vậy. Đó, tiếp tục chat, cân nhắc điều chỉnh. Đó, khi nó về đây các bạn thấy H4 điều chỉnh đúng không? Thì sao mình chờ một cái nhịp nữa? Nhiều anh chị bay vào bắt chỗ này. Tôi nói các bạn là tùy thôi, nhưng nếu các bạn bắt chỗ đó các bạn sẽ bị rất là nhiều những cái lần các bạn sẽ bắt tại gọi là vùng, gọi là cái vùng, gọi là vùng gì, vùng cứ nghĩ là mua tại được tại đáy nhưng cuối cùng là mua tại trên đỉnh. Đó, nhiều anh chị tư duy các bạn như này, không đang rơi như thế này các bạn cứ cố tình đi bắt đáy, cuối cùng các bạn cứ đây. Tôi đâu cố tình đâu, tôi chỉ sao tạo đáy xong đi, bắt đầu có hiệu tích lũy thì tôi mua bên này. Đó, tôi không có ý định là mình mua tại đáy đâu các bạn, không có ý định đó. Đó, nên khi mà H4 nó có vùng này thì sao? Cứ kiên nhẫn kịch bản vẽ ra chờ. Đó, các bạn thấy là tôi vẽ kịch bản ra là chờ một cái vùng retest nữa thì khi đó mới vào. Đó. Rồi, thì ở đây các bạn thấy là bắt đầu nó đi lên. Thì nhiều anh chị cứ nôn nóng, nhưng mà các bạn là sóng nó cũng đi lên có hai kiểu, sóng đơn và sóng đôi. Có những cái lúc khó đoán, nhưng mà sao? Cứ áp dụng quy tắc đi. Đó, nó lên đây thì sao? Cứ chờ nó lên đây cũng sẽ có cái nhịp điều chỉnh, thấy chưa? Nó chờ lên đây, cứ chờ đi, nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh. Nó khả năng test. Đó, rồi bắt đầu là gì? Bắt đầu này. Các anh chị thấy này, một số anh chị cố tình đi bắt đáy, các bạn thấy là các bạn thấy chỗ này điều chỉnh các bạn bắt. Mà nếu quản lý lệnh không tốt là sao? Rơi xuống đây một cái, bắt tại đây cũng nó rơi phát nữa thì sao? Mua tại cái vùng thứ ba này rồi này, mà các bạn thấy giá nó hồi lên đây rồi vẫn chưa về bờ. Thấy không? Nên đừng có dài đi bắt đáy, phải có cơ sở. Nè, chờ đã đi, đúng không? Chờ. Thấy chưa? Cứ chờ. Bởi vì mình khẳng định các bạn luôn là nếu các bạn làm theo cái hệ thống giao dịch của mình, các bạn giao dịch khoảng tầm 100 lệnh, chắc chắn là gì? Các bạn không thể thua được. Còn đa số nhiều người chỉ cần 1, 2, 3, 4 lệnh, các bạn không có hệ thống giao dịch, xong lệnh thứ tư là có dính đòn xong cái là đu đỉnh luôn, có là không có khả năng làm lại. Đó, cái gì thấy là ở đây chờ. Đó, chờ. Thấy chưa? Cứ chờ, kiên nhẫn chờ. Đó, cứ là chờ tại chỗ này. Đó, thấy có nhiều bạn mà sao? Nè, có giống như ở đây còn bạn tôi hôm trước tôi có làm cái video đó, tôi nói các anh chị á nha, không quan trọng các bạn kiếm được bao nhiêu tiền đâu, quan trọng cái cách của các bạn nó kéo dài được bao lâu, đó là cái thứ quan trọng. Bản thân tôi trong quá khứ tôi đã trải qua rồi, nên cái cách tôi hướng dẫn các anh chị làm sao nó đi nó phải thoải mái, nó tâm an, hướng dẫn cho các anh chị để các bạn hiểu. Tôi có những cái thất bại các bạn, tôi show cho các anh chị nè, ngày 3 tháng 10 2016 cháy tài khoản nè, cháy lớn luôn, chút ra đường luôn. Nên những cái thứ tôi chia sẻ các anh chị là làm sao đầu tư nó phải bình an các bạn, ấm cái bụng mới nói chuyện làm giàu. Các bạn phải gọi là không bị tài chính nó áp lực, thì lúc này các bạn mới có thể có cái sự kiên nhẫn, các bạn mới có thể học tập được các bạn. Không quan trọng các bạn kiếm được bao nhiêu tiền đâu, quan trọng cái cách của các bạn nó kéo dài được bao lâu, nó có ổn định không. Một cái sự khó khăn nhất của một trader các bạn là duy trì cái sự ổn định trong một cái thời gian dài, nó mới là cái thứ quan trọng. Đó, còn trading, tôi nói các bạn còn trading, các bạn còn đầu tư trong thị trường này thì chắc chắn các anh chị sẽ còn mắc sai lầm. Nhưng cái điều quan trọng nhất là khi mà các anh chị, các bạn là gì? Mắc phải cái sai lầm các bạn sẽ trả giá ít nhất. Đó tại sao stop loss là một phần của trading, một phần của đầu tư. Các bạn phải tính toán thua lỗ, phải tính toán là gì? Nếu các bạn sai, các bạn trả giá cái gì? Phải tính trước cái đó các bạn. Đó, thì trong này các anh chị sẽ chia sẻ với nhau. Đó, thì sao có những cái nhịp sóng đơn, sóng đôi, tôi sẽ giải thích trong này rất là nhiều, chỉ có đi cùng với thị trường thôi. Đó, rồi tiếp tục nè, chờ đợi thôi, cứ chờ thôi các bạn thấy không. Có những cái mà những bài giảng hay mình đều chia sẻ cho các anh chị. Học đầu tư không phải là cứ nhìn vào cái chạc đó các bạn. Về tư duy, về mindset, cái ý nghĩa của cái việc các bạn đầu tư, các bạn dành thời gian như thế nào, các bạn kiếm tiền nó làm sao, có chăm lo cho gia đình như thế nào không, rồi dành thời gian tận hưởng cuộc sống, chứ đâu phải là các bạn cứ chăm chăm vào tiền thức 24/24 đâu các bạn. Đó, và các bạn thấy này, phải kiên nhẫn chờ đợi đúng không? Khi nằm đây lên đây, ai có cái kiên nhẫn chờ đợi nó về tại cái vùng này? Đó, thì các bạn thấy là trên này hầu như không mua, tôi nói các bạn chờ tại cái vùng này. Đó, chờ về đây. Nó khi chờ về đây bắt đầu lên cái kế hoạch chứ. Bắt đầu là gì? Về đây xem, quan sát xem, mở ra những cái khung nhỏ mà cân nhắc mà vào. Đó, khúc này là cái khúc sao? Khúc này là cái khúc mà cơ hội.
Đó, khúc này là cái khúc mà cần phải quan sát mà vào. Nó chờ đợi hạnh phúc là vậy, thấy không? Đó tại sao tôi nói các bạn trong trading á, là các bạn, ví dụ các bạn có một cái biến số A, các anh chị cần phải chờ biến số B để sao ăn C. Thì tóm lại á, là cái câu chuyện là kịch bản phải lên cái kế hoạch là vậy. Đó. Thì các bạn thấy là có những cái dấu hiệu tôi đều giải thích. Đó, thì sao? À, mua xong thì ví dụ như nó tăng, đó thì kịch bản nó tăng lên như thế nào. Rồi muốn chắc ăn thì chờ sóng hồi, nhưng mà sao có những lúc nó đi sóng đơn. Bởi vì sao? Nhìn kịch bản ở trước này nó đi sóng đơn này. Thấy chưa? Đó. Thì bắt đầu nè, khúc này mới vui nè, lên đây thì sao? Có bạn lên đây chốt, tôi target lên vùng này. Đó, các bạn thấy không? Thì có bạn lên đây lấy sao họ chốt thì sao? Giống như đợt vừa rồi nó từ từ, để tí xuống đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Đó, thì bắt đầu nó tăng mạnh. Tại sao nó lại như vậy? Tôi cũng nói là tại sao nó phá qua vùng này. Nhưng mà sao nó không có phá? Tôi cũng có sai, các bạn đâu phải là thánh đâu. Thấy không? Nhưng sao cái vùng này mua lên, anh chị nào cân nhắc chốt cũng được mười mấy, mấy chục phần trăm với ongoing. Đó, thì tùy anh chị. Đó, ví dụ các bạn thấy nè, tại cái vùng này thì cũng có một vài bạn nhắn tin hỏi, thì tôi cũng giải thích cho các anh chị luôn. Nè, đâu rồi? Đây, đợi xíu. Đây, có bạn hỏi lẽ nơi khúc này xử lý như thế nào. Em hơi rối, sợ mất thành quả. Thì tôi nói các bạn này, cái thứ gì nó cũng có cái gọi là cái giá của nó, được và mất cả. Ví dụ như mà các bạn đã mua xong, các bạn có lời đúng không? Thế bây giờ hỏi kiểu này làm sao tôi biết được, làm sao biết được nó có những cái cú giật trâu nến, làm sao biết được là thị trường sắp tới đi như thế nào. Nếu mà sợ thì chốt 50% lợi nhuận đúng không? Số còn lại dời về cái SL điểm hòa vốn. Thì nếu như mà trong trường hợp nó tăng lên tiếp thì các bạn vẫn còn á, là sao? Có cái lệnh để nó tăng lên. Còn trong trường hợp mà nó giật quay trở lại thì sao? Cái lệnh đó một nửa các bạn hòe vốn, một nửa các bạn đã chốt 50% rồi. Còn cái thứ hai nữa là sao? Để đảm bảo không thua thì cứ dời SL về điểm hòa vốn mà gồng đi. Đó, ít ra là không thua. Tức là cuộc chiến này mình vào mình chỉ có từ thắng nhỏ đến hòe, thắng lớn đến hòe, không thể thua được. Nó còn nhát quá thì bây giờ nó tăng mạnh lên như vậy thì chốt lời hết đi. Thì nếu mà chốt lời hết thì nó lên thì ngồi tiếc, mà nó xuống thì ngồi cười, đúng không? Làm gì cũng phải đặt câu hỏi như vậy. Chứ làm sao biết chắc chắn được các bạn. Trading nó là một cái bài toán của xác suất. Đó. Thì sao tôi giải thích cho các bạn như vậy? Thì ai chấp nhận nó như thế nào? Các bạn hiểu không? Ai chấp nhận được? Thì trong này cũng có một bạn nhắn tin cho tôi này. Các bạn thấy nè, thực ra nhà cái các bạn, ở đây trong sàn giao dịch nhà cái, họ không sợ các anh chị gọi là thắng đâu. Họ chỉ sợ người nào thắng xong mà nó ở ngoài thị trường luôn, nó đi nó rút khỏi thị trường luôn. Còn tôi nói các bạn, những người mà thắng mà không biết quản trị cảm xúc, không biết mà rút lui á, thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn có thể gọi là đi dài hạn, hoặc là các bạn kiếm được tiền ở thị trường này đâu. Ví dụ các bạn thấy ở đây có một bạn này, bạn ấy nhắn tin cho tôi, bạn này không phải trong nhóm dài hạn nha. Bạn này đầu tiên là bạn ấy nạp vào 1.000 đô. À, lúc mà vàng uptrend á, bạn giao dịch mà một forex từ 1k mà lên tới 4k, tức là tài khoản x4 rồi, các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà không có kiến thức nên cháy tài khoản, sau đó còn 430 đô. Bạn này trade lên 430 đô mà bạn thấy là trade lên 14.000 đô sau 30 phút. Các bạn thấy không? Tức là on in tết tay, đòn bẩy lớn thì nó đi đúng xu hướng cái tăng lên. Nhưng mà đời người các bạn đâu ai biết là dừng lại đâu. Ví dụ như bạn lên được 14.000 đô mà bạn biết à ok chốt hết, rồi làm gì, rút ra một nửa đi, bỏ 7.000 đô ra ngoài, còn 7.000 đô giao dịch tiếp. Nhưng đâu chịu đâu, để tiếp tục. Thì các bạn thấy nè, đã hai lần đúng không? Lần đầu từ 1.000 đô lên 4.000 đô không học được bài học. Từ 430 đô lên 14.000 đô cũng không học được bài học. Mà tôi nói các bạn, cái cách mà các bạn giao dịch lên như thế nào thì cái cách đó nó cũng làm cho các bạn ra đi nó mau như vậy. Đó. Rồi bắt đầu hết tiền trong chứng khoán còn 100 triệu, đó bắt đầu là tích cóp. Đó, bắt đầu là gì? Nạp vào, gỡ cháy luôn. Lúc này đâu còn là một người giao dịch đâu, lúc này là con bạc. Nên tôi nói các bạn là có trải qua những cái này rồi mới thấm. Thì các bạn thấy trong group mình chia sẻ những cái như vậy, để các anh chị nào mà người mới các bạn trải qua, các bạn trân trọng. Đó. Trong này các bạn thấy chặt chích nhiều không? Ví dụ như nạp 1k kiếm được 4k đâu chịu rút ra đâu. Sau đó mất còn hơn 400 đô on in phát lên từng này, cũng đâu chịu dừng lại đâu. Nên á, trong đầu tư đó các bạn phải biết học được từ những sai lầm của những người khác là vậy. Đó, thấy không? Rồi ngồi quan sát chính mình, các bạn phải biết quan sát chính mình.
Nên cái nhóm này là một cái nhóm có chiều sâu, cái nhóm này là một cái nhóm mà thực sự tôi rất là tâm huyết các bạn. Bởi vì trong này là ít ra các anh chị trân quý những cái thứ mà tôi chia sẻ, ít ra các anh chị chủ động các bạn mong muốn thực sự vào trong này. Bởi vì các bạn phải đóng một cái khoản phí. Cái số tiền mà 1.500 đô các bạn, nó cũng không phải là cái số tiền lớn, nó cũng không phải là số tiền nhỏ, nó cũng là một số tiền để cho các anh chị thật sự nghiêm túc. Ví dụ các anh chị nào mà có con học ở trường Vinh đúng không? Các bạn thấy ví dụ như tôi cho bé học một năm khoảng tầm 150 triệu, một bé, hai bé thì gần 300 triệu đúng không? Thì các bạn thấy là cái việc mà học tập của con mình thôi, một năm mình đầu tư cho nó như thế, thì các bạn thấy là cái việc đầu tư này ấy, nếu mà đầu tư vào các bạn ấy, thì tùy thôi. Có nhiều người họ sẽ nói là cái số tiền đó là số tiền lớn, 1.500 đô 36 triệu là một số tiền lớn. Có một số người thì họ nói số tiền đó là số tiền nhỏ. Bởi vì số tiền lớn hay nhỏ các bạn, nó phụ thuộc vào cái khả năng tài chính của các bạn. Rất nhiều anh chị chat với tôi, các bạn cháy vài chục ngàn đô, vài trăm ngàn đô có chuyện bình thường. Nhưng mà các anh chị đâu có trân trọng là gì? Những cái thứ mà người khác chia sẻ thì sao? Rất là khó. Nên trong này là sao? Tôi lập ra cái rule là vậy. Để làm gì? Để cho các anh chị thực sự là các bạn trân quý, để cho các bạn thực sự biết các bạn đang thiếu những cái gì. Thì đa số các anh chị vào trong cái nhóm đầu tư dài hạn này, các anh chị này, đều là những người là đã có rất nhiều những cái trải nghiệm. Và những anh chị này là những anh chị mà họ cày nát cái kênh YouTube này rồi, cày nát rồi các bạn. Và họ thấy cùng tư duy, cùng mindset, cùng cái việc là gì, đào sâu hiểu bản chất vấn đề. Vào đây không phải là kèo cọt nữa. Đó. Rồi các bạn thấy là gì? Trong này lúc mà tôi nó dạch xuống, đó, nó về lại cái này. Đó, thì sao? Tôi là sao? Tôi vào dưới này. Xong tôi là sao? Nó quét cái SL, cái điểm hòa vốn. Tôi giờ lên cái điểm hòa vốn thì nó quét. Một số bạn lên đây các bạn ấy chốt. Nó thì câu chuyện là gì? Tôi cũng có sai các bạn. Các bạn thấy không? Đâu phải là thánh đâu. Có những bạn thì họ chốt được. Đó, thì câu chuyện là gì? Thông qua những cái đó. Bởi vì sao? Cái kế hoạch của tôi vào theo H4. Nên sao? Khi mà H4 nó tăng thì tôi giữ. Đó. Mình sai thì sao? Mình gồng làm lại. Bởi vì cái lệnh này tôi chấp nhận cái việc là gì? Mình có thể là từ hòa đến thắng lớn. Mà nếu nó rơi lại thì thôi, đâu sao đâu. Lại build lại tiếp. Các bạn thấy là câu chuyện là gì? Rất nhiều người các bạn không có khả năng là các bạn kiên nhẫn, không có khả năng các bạn làm gì? Các bạn chờ đợi, các bạn làm lại. Đó, ví dụ như tôi sai chuyện bình thường, các bạn thấy không? Bình thường. Làm sao có chuyện mà mình đúng hết được các bạn? Nhưng điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là các anh chị có được gọi là bền bỉ như mình đó. Các bạn thấy cái kênh ấy, một số anh chị nha, cái nhịp rơi này thôi là các bạn mất hết toàn bộ cái số tiền các bạn kiếm được. Còn đơn giản là gì? Tôi rất đơn giản. Tại chỗ này tôi có sai một xíu SL. Tại chỗ này lên đây tôi hòa vốn. Tôi lấy lại cái lợi nhuận là từ đây bù lại cho khoản này. Huề. Rồi từ đây là sao? Đang người cầm u sợ gì? Nó các anh chị thấy câu chuyện. Nên là gì? Trong cái nhóm này các bạn thấy là tương tác trao đổi liên tục như vậy, giải thích từng vùng tại sao cân nhắc chờ đợi như vậy. Đó. Thì câu chuyện là gì? Trong cái nhóm này chắc chích như vậy đó các bạn, nhiều không? Đó các bạn thấy. Thì để mà có thể hiểu được những thứ đó thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái này này, nó rất là quan trọng. Thì các bạn thấy cái nhóm này á là sẽ trao đổi liên tục, bởi vì đi cùng với thị trường thì các bạn mới hiểu được. Thì các bạn thấy cái hoạt động của nhóm này, để có thể hiểu được thì bạn cần phải cùng tư duy, cùng hệ thống giao dịch, cùng chiến lược đầu tư thì mới có thể trao đổi được. Còn nếu tôi nói các bạn nha, tôi thả một số anh chị mà các bạn không cùng cái tư duy ấy, các bạn vào trong này các bạn không thể nào trao đổi được đâu. Bởi vì đơn giản là gì? Các anh chị đâu cùng tư duy, đâu cùng hệ mindset đâu. Thế sao trao đổi? Rồi các bạn thấy này, học tập ở đây sẽ thông qua cái phần mềm học tập. Thì ở đây các anh chị thấy là chúng ta sẽ có một cái phần mềm học tập nha. Chúng ta sẽ có một cái phần mềm học tập. Thì các bạn thấy trong cái nhóm đầu tư dài hạn này, để có thể học tập đầu tiên các bạn cần phải học cái khóa nhập môn đầu tư tài chính. Để làm gì? Để các anh chị có thể biết quản lý về tài chính cá nhân. Các bạn biết ví dụ các bạn có 1 tỷ thì các bạn nên phân bổ là các bạn đem bao nhiêu tiền vào trong thị trường này. Các bạn phải hiểu năng lực của các anh chị. Bây giờ nhiều người kêu bây giờ em có 1 tỷ em làm sao? Bây giờ năng lực của em còn chưa có, kiến thức em còn chưa có, thị trường tài chính em còn chưa biết gì cả. Thì có 1 tỷ đem cách hết 1 tỷ đi. Có thể đem 20-30 triệu vào được. Đó. Để làm sao? Để làm gì mà mình nếu mình thua lỗ chả sao cả. Còn bây giờ có 1 tỷ đem hết 1 tỷ thu hết rồi sao đầu tư? Đúng không? Kiến thức mình chưa có. Mình là một người mới vào thị trường thì mình cần phải hiểu. Mình cần phải biết năng lực của mình. Đó nên là phải học nhập môn đầu tư tài chính. Tiếp theo nữa là sao?
Các anh chị muốn đầu tư được ở thị trường crypto, các bạn phải hiểu về cái thị trường crypto này, hiểu về cuộc chơi, các bạn sẽ thấy này. Nên là tại sao những anh chị sau khi học xong khóa học nhập môn đầu tư tài chính thì tôi bắt phải học cái khóa học hiểu đúng về thị trường crypto, các cái chiến lược đầu tư dài hạn. Đó, thì ví dụ mình phải hiểu được cái thị trường crypto này, hiểu được cái bản chất của nó. Ví dụ như tôi sẽ nói cho các bạn cái này một xíu. Các anh chị phải nhìn á, các bạn phải hiểu được á, à, cái vốn hóa thật sự của cái thị trường crypto này. Tôi chỉ nói một cái này thôi nha. Các bạn thấy ví dụ như này, tổng vốn hóa của toàn thị trường bây giờ trên chỗ market cap á, trên chỗ cái trang CoinMarketCap này nó cao là khoảng tầm 2.100 tỷ đô. Nhưng thực sự có cái nào các bạn đặt câu hỏi là cái con số này nó có thật không? Nó có thật không chứ? Thì các anh chị sẽ hiểu sơ sơ này. Với những cái số lượng mà người ta thống kê thì khoảng tầm là gần 4 triệu Bitcoin nó bị thất lạc. Thì tức là 4 triệu Bitcoin thất lạc tại cái thời điểm mà Bitcoin nó rẻ, người ta chuyển sai địa chỉ ví, rồi người ta không nhớ private key v.v. Rất nhiều những cái nguyên nhân. Thì các bạn thấy là tổng cung 21 triệu mà bây giờ các bạn thấy là cái hiện tại ở đây đào được khoảng tầm là 20 triệu này, một khoảng tầm 19 triệu 700 mấy. Và các bạn thấy là cái market cap từng này, thì các bạn trừ đi 4 triệu, tức là các bạn trừ đi khoảng tầm gần 20%, đúng không? Tức là cái market cap này các bạn phải giảm 20%. Bitcoin thất lạc thì Ether cũng như vậy, BNB cũng như vậy, những đồng coin khác cũng gần tương tự xem như thế. Tức là cái vốn hóa tổng ở đây các bạn phải giảm 20% cái đã, thấy chưa? Giảm khoảng tầm 20% cái vốn hóa này thì các bạn giảm lại. Tiếp tục này, các bạn sẽ thấy là ở đây, thế thì cái vốn hóa đó nó phải thật không hay là ảo? Thì có rất nhiều đồng coin, các bạn cứ mở trang thôi 6 là được. Ví dụ như đồng coin này vốn hóa 51 triệu mà cái volume chỉ có 500 mấy ngàn đô, thì tôi nói các bạn sao mà giao dịch hết được, đúng không? Thì con số này là con số ảo, bởi vì volume giao dịch từng này sao đáp ứng được. Rồi có một số đồng coin này volume giao dịch không có luôn, vốn hóa hơn 50 triệu đó, này cũng không có. Rồi có đồng này ví dụ như là volume giao dịch chỉ có 2.000 đô, vốn hóa gần 50 triệu mà volume chỉ có 2.000 đô, đúng không? Nhìn thấy kỹ đi, đó, vốn hóa tới 47 triệu, volume giao dịch chỉ còn 120.000 đô sau giao dịch. Đó, thì khi các bạn hiểu được những cái này, nó ví dụ như đồng này vốn hóa tới 45 triệu, volume chỉ có 49, thì các bạn sẽ thấy những con số này cực kỳ ảo. Thì các bạn trừ ra được thì các bạn sẽ thấy à, cái vốn hóa thật sự của nó sẽ như thế nào. Đó, rồi các bạn sẽ hiểu được cái tiềm năng của cái thị trường crypto này. Các bạn thấy những cái tổ chức lớn, những cái quỹ đầu tư, đúng không? Và các bạn thấy này, sơ sơ vốn hóa của một cái công ty tập đoàn đa quốc gia là khoảng tầm 3.490 tỷ đô. Tức là vốn hóa của công ty Apple này thôi nó còn lớn hơn vốn hóa của cả thị trường crypto. Đó, thế thì các bạn hãy hình dung xem, khi mà các cái dòng tiền lớn của các cái tổ chức lớn, các cái tài phiệt, các cái quỹ đầu tư nó đổ vào trong thị trường crypto, thì cái thị trường này nó sẽ tăng trưởng như thế nào? Sẽ kinh khủng, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra, tại sao dòng tiền lớn đó nó phải đổ vào trong thị trường crypto? Thì các bạn phải thực sự hiểu được cái thị trường này nó tiềm năng và nó chứa đựng rất nhiều những cái cơ hội. Ví dụ này, các anh chị thấy chiến tranh giữa Ukraine với Nga, các bạn thấy là châu Âu nó tịch thu tài sản của Nga rất là nhiều, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy được là những cái tỷ phú họ sẽ nhìn ra được câu chuyện, nếu như tài sản họ để bất động sản hay để chứng khoán thì đều có khả năng bị như vậy. Thì câu chuyện của họ là gì? Họ sẽ làm sao? Gọi là họ sẽ di chuyển qua một cái nơi có thể là lưu trữ tài sản, có thể là một cái kênh đầu tư, có thể làm là gì? Gọi là nơi trú ẩn tài sản của họ cực kỳ an toàn. Nếu mà nắm giữ ở Bitcoin, các bạn thấy là các cái chính phủ, các cái tổ chức đâu can thiệp được đâu. Thế thì các bạn thấy à, đó là lý do tại sao từ từ dòng tiền sẽ dịch chuyển qua. Thực ra các bạn thấy là người ta đã dịch chuyển lâu lắm rồi, chẳng qua người ta không nói cho các bạn biết thôi. Và điều quan trọng nữa là các chị thấy hiện tại cái vốn hóa của cả thị trường này và volume giao dịch nó hiện tại nó vẫn đang bé. Đối với tại sao mà những cái tổ chức lớn họ chưa vào nhiều, nhưng chắc chắn họ đã đặt dấu chân, đã dịch chuyển, dần dần dịch chuyển qua rồi. Đó, thì trong tương lai khi thị trường này phát triển sẽ như thế nào? Nên các bạn thấy trong cái khóa học mà hiểu đúng về thị trường crypto, tôi đang nói với các bạn là cái bài số 1 thôi, cái tiềm năng chứa đựng những cơ hội. Các chị thấy trước đây truyền thông rất nhiều, ví dụ như VTV hay gì toàn nói là Bitcoin là scam, Bitcoin là lừa đảo, đúng không? Rồi lúc thời điểm nó có 3-4 ngàn đô gì đó, nhiều anh chị bắt đầu bây giờ là quay lại các bạn chửi truyền thông. Thực ra các bạn đừng có trách ai cả các bạn. Để có thể đầu tư thì phải dựa vào cái sự hiểu biết của chính mình. Các bạn đừng có đợi gọi là pháp lý ra bảo vệ các bạn. Các bạn thấy đầu tư chứng khoán đúng không?
cũng có pháp lý đó, bị úp bô tài la, bất động sản cũng vậy. Có kiến thức thì các bạn sẽ kiếm được tiền. Kiến thức là cái thứ bảo vệ các bạn. Các bạn đừng có chờ ai đó họ bảo vệ các bạn hết trơn. Đó nên các bạn thấy là trong này là gì? Mới hiểu sơ về tiềm năng của thị trường crypto, chứ đừng những cơ hội như thế nào. Sự thật bao nhiêu người kiếm được tiền trong thị trường crypto, mình phải biết chứ. Đó, hiểu về các cái vị thế tham gia thị trường. Ví dụ các bạn thấy là có rất nhiều những cái tổ chức họ làm ra đồng coin, rồi quỹ đầu tư, rồi đội market maker, những cái bạn KOL đúng không? Rồi rất nhiều những cái tổ chức venture nhỏ lẻ đủ các kiểu. Ví dụ các bạn thấy cái kênh YouTube của tôi không thôi, mà một ngày các bạn biết là rất nhiều những cái đơn vị họ liên hệ cho đồng coin, rồi mời vào đầu tư, hợp tác vân vân. Rất nhiều đồng coin mà list trên Binance luôn nha các bạn. Thì tôi nói các chị ấy, là cái cuộc chơi nó khác biệt lắm. Nên các bạn cần phải thực sự các bạn hiểu là các cái vị thế. Rồi khi mà mình biết được thấy mình tham gia vào với vị thế là một nhà đầu tư, thì mình cần phải trang bị những cái gì, mình bất lợi hơn người ta chỗ nào, rồi mình mua coin khi nào mình mới mua vào được, rồi hiểu năng lực của bản thân chứ. Nhiều anh chị muốn làm đội market maker đâu có được, năng lực mình không có, mối quan hệ mình không có, thì mình sao mình tham gia vào những cuộc chơi lớn được, đúng không? Đó, rồi mình hiểu về Bitcoin, rồi tại sao nhóm người mới lại mất tiền, đúng không? Thường là vậy, người mới vào cho ăn một xíu. Tôi hay nói các bạn là sẽ đến thời điểm các bạn sẽ nhận ra được câu chuyện là gì. Số tiền các bạn kiếm được chẳng qua là do các anh chị may mắn đi vào thị trường tại cái giai đoạn mà nó úp thôi. Sơ sơ này một nhịp là cái là hiểu được liền này. Sơ sơ một nhịp thôi là thấy được năng lực liền, đúng không? Đó, nên trang bị. Rồi những cái sai lầm mà người mới mất tiền này, các bạn thấy nè, đó, trang bị nhiều lắm. Đó, mua bán loạn xạ, on in, tách tay vào một đồng coin, tư duy hold to die. Nhiều anh chị hold những đồng coin hold to die bằng die luôn, đúng không? Các bạn chịu khó xem lại trên chỗ coin market cap á, các bạn quan sát kỹ trên chỗ cái phần historical snap này, những đồng coin của năm 2013 top 10 bây giờ nó đâu, đúng không? Rồi 2015 top 10 nó đâu, 2017 top 10 nó đâu, thì các bạn sẽ hiểu ra à, oncoin chỉ là một cái cuộc chơi vẽ lên cái câu chuyện, vẽ lên một bức tranh hào nhoáng, nhưng cuối cùng là gì, chỉ là một cái bánh vẽ thôi, đúng không? Và các bạn biết là gì, câu chuyện oncoin được tạo ra từ con số 0 mà, đâu có tốn kém gì đâu. Đó, nên khi mà hiểu thì mình mới có chiến lược đầu tư hợp lý. Thấy chưa? Đó, hiểu, hiểu rồi bắt đầu hiểu về tâm lý của đám đông. Đó, hiểu về kiến thức về phân tích kỹ thuật, áp dụng trong đầu tư như thế nào. Đâu cần thiết phải biết nhiều đâu các bạn. Rồi chiến lược phân bổ vốn, gom hàng như thế nào đó, chiến lược chốt lời thoát khỏi thị trường bên mình. Thì lúc này bắt đầu các bạn, à bây giờ em đã hiểu về thị trường crypto, thì lúc này mới đến đầu tư. Lúc này bắt đầu kiến thức lõi về đầu tư, hiểu sâu về thị trường, hiểu về cấu trúc của thị trường, diễn biến tâm lý, Bitcoin trải qua bao nhiêu chu kỳ rồi, và các bạn đang ở đâu trong chu kỳ của thị trường, những cột mốc quan trọng. Đó, lên chiến lược gom hàng như thế nào, chiến lược gom theo ca mập như thế nào, tư duy như thế nào nó giúp bạn thắng được. Rồi, chủ câu hỏi định hướng về đầu tư, các bạn phải hiểu đầu tư như thế nào, đầu cơ như thế nào, tại sao mình phải mua đồng coin này, rồi chiến lược của mình khi mua nó ra sao. Rồi mình đầu tư thì mình phải xác định nguồn vốn đầu tư chứ. Chiến lược phân bổ vốn như thế nào? Chiến lược chốt lời như thế nào? Lên đâu chốt lời? Đâu phải cứ à nó phải x10, x20. Mà sao thấy bất ổn thì phải chốt lời từng phần. Rồi khi mà mình sai thì mình cắt lỗ như thế nào? Phải có như các bạn. Đó, rồi kiến thức cơ bản về đầu tư, rồi cách các bạn tiếp cận phân bổ danh mục hiệu quả. Giống như cái nhịp vừa rồi thôi, đúng không? Ông nào mà cứ ôm oncoin nhiều thì như tài khoản tụt tới 60-70%. Đó, phân bổ sai chết thôi. Thấy chưa? Đó, hiểu về chu kỳ thị trường, chiến lược DCA khi tăng giá như thế nào. Đó, rồi hiểu sâu về cốt lõi. Và quan trọng nhất là tôi nói các bạn các cái buổi zoom. Các anh chị thấy tôi zoom với các anh chị này, bao nhiêu buổi zoom, thấy zoom nhiều. Đấy, zoom liên tục. Zoom liên tục. Đó. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thông qua các cái buổi zoom các bạn mới hiểu được các cái hình thái của thị trường. Và các bạn thấy là zoom để làm gì, để các cái buổi zoom là tại đây tôi làm sao, xử lý như thế nào, tại sao là như vậy. Và đặc biệt nữa là thông qua cái group chat. Đó, group chat mà tôi chia sẻ với các bạn đó, ở đây, đây, thông qua cái group này để trao đổi liên tục với nhau như vậy. Thì tôi nói các bạn giá trị khoa học nó nằm ở trong này này. Đó, thì rất nhiều anh chị mà nếu mà không phù hợp thì các bạn sẽ vào các bạn cái ui học nhiều quá, chắc chích nhiều quá, đúng không? Chưa đâu. Nè, ở đây là đầu tư chuyên sâu à. Rồi á, các bạn biết một cái nhà đầu tư á, họ phải thực sự có kỹ năng về giao dịch.
họ phải hiểu về phân tích kỹ thuật, không phải nói là họ phải giỏi về phân tích kỹ thuật nữa cơ. Thì tại sao các bạn phải học cái khóa trading sport? Bởi vì các bạn biết á, là một cái người quản lý, một cái người mà làm chủ á, các bạn thấy là họ có thể làm công việc của người công nhân rất là tốt. Họ có thể xuống khoảng tầm là họ học 1-2 hôm là họ có thể làm được cái skill đó. Nhưng các bạn thấy mà cái người công nhân á, để bắt họ làm cái vị trí của một người quản lý hoặc một người giám đốc á, có thể cho học 5 năm, 10 năm chưa chắc là làm được. Nên một cái nhà đầu tư các bạn phải có kỹ năng về phân tích kỹ thuật. Các bạn phải nhìn ra được những cái vùng giá mà đám đông ở bên ngoài họ lao nhau, họ xì xào đủ các kiểu. Nên tại sao là phải học cái khóa trading sport, học rất là kỹ, thấy chưa? Đó. Rồi bên cạnh đó là để các bạn có thể là xây dựng cái hệ thống giao dịch. Để có thể giao dịch tốt thì phải có hệ thống giao dịch này, cách ghi chép nhật ký giao dịch này. Nên cái cộng đồng Build Your Trading System á, tôi đưa ra bên ngoài là chỉ một phần module nhỏ thôi. Bởi vì tôi thấy rất nhiều anh chị các bạn giao dịch các bạn không có hệ thống. Thì tôi đưa ra cũng mong muốn là gì? Tạo nên một cái cộng đồng mà các bạn có cái chiều sâu về giao dịch. Ít ra các bạn có một cái hệ thống. Và các bạn thấy trong cái cộng đồng đó học nhiều lắm đúng không? Đó. Và ngoài ra sẽ có rất nhiều những kiến thức khác nữa. Thế nên các bạn thấy là cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu cày dữ không? Cày cực kỳ ghê gớm. Bây giờ nào? Đó. Học như vậy đấy. Học nhiều không? Đó. Rồi. Thì phần mềm học tập các bạn thấy học tập rất là nhiều. Thấy chưa? Đó. Tiếp tục này, kiến thức được giải đáp thông qua các cái buổi Zoom, group chat, rồi cố vấn tài khoản. Cố vấn tài khoản ở đây là theo kiểu như này các bạn này. Không phải là anh ơi, mua con này đâu. Mà cái cách của tôi sẽ như thế này. Khi các bạn trang bị những cái kiến thức lõi về đầu tư ở đây rồi, thì lúc này tôi sẽ giúp các bạn giải đáp cái phần nếu các bạn đã từng sai trong quá khứ, từng nắm giữ đồng coin này, đồng coin kia mà các bạn phân bổ vốn sai, thì bắt đầu tôi sẽ bắt đầu challenge các bạn. Tại sao anh lại mua như vậy? Cách phân bổ như vậy nó có ổn không? Thì nếu bây giờ phân bổ lại thì sẽ phân bổ như thế nào cho nó hợp lý? Ví dụ mà kêu bây giờ em sẽ mua 50% Bitcoin. Nếu thấy vùng giá này nó có hợp lý không? Rồi nếu mà mua Bitcoin như vậy thì câu chuyện là gì? Bạn có ý thức được đó là nếu mà tiềm năng tăng giá thì Bitcoin nó sẽ tăng ít hơn những đồng coin khác. Nhưng mà câu chuyện là gì? Là cái sự an toàn nó cao hơn thì bao nhiêu phân bổ, bao nhiêu phần trăm cho nó phù hợp? Vân vân, tôi sẽ challenge để cuối cùng các anh chị làm gì? Các bạn thực sự hiểu được cái cách phân bổ vốn đó nó phù hợp với các anh chị. Và các bạn ý thức được câu chuyện là gì? Câu chuyện là mình hiểu được cái việc mình đang làm. Đó mới là cái thứ quan trọng. Còn rất nhiều anh chị tôi thấy các bạn là gì? Cố vấn tài khoản theo kiểu mua con A đi, mua con B đi. Nhưng lúc nó tăng cũng không biết làm gì. Lúc nó giảm cũng không biết làm gì. Tâm trạng các bạn rất là bất an, rất là stress, rất là kiểu là ăn không ngon ngủ không yên. Bởi vì các bạn không hiểu được cái việc các bạn đang làm. Nên cách của tôi là tôi giúp các bạn hiểu được cái việc các bạn đang làm là vậy đấy. Rồi tiếp tục này. Sẽ có bộ phận hỗ trợ hướng dẫn các anh chị cái việc các bạn làm bài test nha. Các bạn vào trong này là phải học nhiều lắm. Rồi sẽ có bộ phận hỗ trợ họ hướng dẫn các bạn là anh chị học tới đâu rồi, vướng bệnh chỗ nào không hiểu. Thì ví dụ các bạn vào học thì sẽ được hướng dẫn theo lộ trình. Rồi các bạn support sẽ set up những buổi Zoom. Hỏi học tới đâu rồi, vướng chỗ nào, tại sao không học, rượt các bạn hiểu không? Vào đây phải đôn đốc quá trình học tập. Đó, thì cần thiết là các bạn ấy sẽ book lịch Zoom 1-1. Ví dụ chỗ này các bạn không hiểu, thì bộ phận support sẽ book lịch để Zoom. Đó, thấy vào đây thấy áp lực không? Nên thành ra tôi nói các bạn là phải kén chọn lắm. Và ngoài ra kiến thức, tôi nói các bạn chỉ là kiến thức. Để có thể hiểu được thì đi cùng với thị trường. Bởi vì thông qua cái group chat này nè, các bạn mới thực sự hiểu. Các bạn mới thực sự hiểu tại sao vùng này, tại sao lại như vậy, phân tích như vậy, tại sao. Từ đó mới hiểu được. Còn tôi nói các bạn mà nhìn trên chỗ này, mà bây giờ phân tích, ôi chỗ này là phải vào mua nhé, thì tôi nói các bạn đâu học được gì đâu. Các bạn đâu hiểu được cảm xúc của các bạn, tâm lý của các bạn tại vùng này. Người ta sợ, người ta không dám vào. Rồi người ta cũng không có biết cơ sở lý do vì sao tại vùng này mình vào lên. Thì khi hiểu được thì lúc đó dần dần qua các cái hình thái của thị trường đúng không? Nó thì các bạn bắt đầu các bạn có thể sẽ biết cách xử lý kỹ năng của các bạn từ đó mà hình thành. Đó. Các bạn hiểu không? Nên qua các cái nhịp của thị trường thì các anh chị sẽ hiểu. Đó thì kiến thức chỉ là kiến thức. Các bạn phải hiểu khi mà đi cùng với thị trường cơ. Trước các cái hình thái của thị trường tại giai đoạn đó, thời điểm đó các bạn mới thẩm thấu được. Có những lúc mình đu đỉnh, tại thời điểm mình đu đỉnh người ta nói mình mới thấm. Những lúc mà mình đu đỉnh xong rồi câu chuyện là gì? Bạn kia người ta còn tiền, mình hết tiền rồi, lúc đó mới thấm bài học. Rồi có những cái lúc mà các bạn sai lầm, các bạn thua lỗ, các bạn cháy tài khoản.
mà lúc đó người ta còn tiền thì lúc đó các bạn mới thấm. Các bạn hiểu không? Đấy, nên tôi đâu, các anh chị học tập nó phải qua một quá trình từ đó mới hình thành. Rồi có những cái lúc các bạn đúng, có những lúc bạn sai, các bạn phải có chiều sâu, nhận ra được bài học, hoàn thiện từ đó. Đừng có đi trách, đi chửi người này, chửi người kia. Tôi nói các bạn, nên tại sao ở cộng đồng ngoài kia các bạn cứ toàn đi trách? Các bạn đi chửi KOL nào, chửi KOL kia, chửi người này nhận định, chửi người kia nhận định. Tại sao các anh chị thấy trên kênh YouTube là tôi rất là ít khi đưa ra nhận định? Tôi đưa ra chủ yếu là đưa cho các bạn học bài học thôi. Chứ còn hầu như tôi không có đưa ra những cái nhận định sắp tới. Bởi vì quy tắc các bạn thấy là làm sao chúng ta biết được cách chúng ta ứng xử trước các hình thái của thị trường thôi. Chứ bây giờ mà các bạn cứ đòi mà như thế này như thế kia, trong lúc các bạn không có kiến thức lõi về đầu tư thì nói rất là khó. Nên cái việc tốt nhất là gì? Không nên nói ra ngoài. Tôi cũng sẽ đỡ áp lực, tôi cũng sẽ đỡ stress, đúng không? Bởi vì tôi chỉ cần là những anh chị họ trong cái nhóm này họ hiểu là được rồi này. Đấy, trong cái nhóm này họ hiểu là được rồi. Bởi vì họ trong này cùng tư duy của tôi. Nó dễ các bạn, chứ nói ở ngoài nguy hiểm lắm, thực sự lắm các anh chị. Tôi không có nhát đâu, nhưng mà sau rất là nhiều lần trao đổi cũng như nhiều lần chia sẻ thì tôi thấy cái cảm giác mà bình an nhất đó các anh chị là mình biết mình đang làm gì, mình chia sẻ với những người họ hiểu thôi. Chứ còn mình cũng không cần có nhu cầu chứng minh với ai cả. Không có nhu cầu chứng minh với ai cả thì nó thoải mái. Đó. Thì những anh chị nào mà các bạn muốn các bạn thực sự muốn vào trong cái cộng đồng đầu tư dài hạn chuyên sâu này thì các bạn có thể để lại cái form đăng ký. Tôi sẽ để một cái đường link mô tả về cái khóa học này ở bên dưới cái video này. Thì các bạn vui lòng các bạn xem kỹ, các bạn xem kỹ 5 cái video nha các bạn. Trong này sẽ có 5 cái video. Thứ nhất, các bạn sẽ hiểu về tiềm năng của thị trường này. Các bạn cũng sẽ làm gì? Các bạn sẽ phải xác định là đầu tư là một cái sự nghiệp, phải là dài hạn. Cái cách học tập và đồng hành cùng đội nhóm trong một năm. Rồi nội dung của khóa học tôi cũng nói rất là rõ ở đây. Và cái khóa học này nó phù hợp với những ai tôi cũng đều chia sẻ trong này. Đó. Và các bạn sẽ đọc những cái thông tin trên này rất là nhiều nha. Cách học tập rồi thông qua group Telegram, thông qua các cái buổi Zoom, rồi hỗ trợ một một qua Zoom, rồi cố vấn tài khoản như thế nào. Các bạn sẽ phải đọc kỹ. Đó, đọc rất là nhiều những thông tin ở đây. Và khi các bạn cảm thấy cái này nó phù hợp thì các bạn có thể đăng ký thông tin ở đây nha các anh chị. Thì lưu ý kỹ này, quy trình làm việc sẽ như sau. Thì để có thể mà hiểu về cái quy trình của cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu này thì cái cách làm việc này, bạn phải buộc xem hết 5 cái video nói về cái khóa học, cái cách học tập, cái cách đồng hành. Đó, thì trên này là 5 cái video này là các anh chị phải xem. Nếu mà các bạn không xem thì chắc chắn là bộ phận support họ sẽ yêu cầu là phải xem. Khi xem hết rồi mới bắt đầu đến cái bước thứ hai. Sau khi các bạn xem xong, các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn điền thông tin vào cái form đăng ký. Thì bộ phận hỗ trợ họ sẽ làm việc với các anh chị trước để giải đáp các cái câu hỏi cơ bản. Ví dụ xem cái này chưa, hiểu về học một năm như thế nào. Tóm lại là có những cái vấn đề gì các bạn thắc mắc thì các bạn đặt cái câu hỏi. Đó. Và tiếp theo nữa, khi các bạn xác định các bạn mong muốn vào trong cái nhóm này học tập và các bạn muốn hỏi đáp chuyên sâu hơn, ví dụ có một số cái vấn đề các bạn muốn hỏi với tôi, thì lúc này bộ phận hỗ trợ họ sẽ sắp xếp một cái buổi Zoom 1-1 với mình để trao đổi. Các anh chị biết tại sao lại có buổi Zoom 1-1 không? Bởi vì này, thứ nhất là tôi sẽ giải đáp để cho các anh chị thực sự hiểu được cái cách học tập và đồng hành. Tránh cái trường hợp các anh chị đi lạc vào trong lớp học này và các bạn là nói không phù hợp. Bởi vì trong quá khứ các anh chị, tôi cũng để cái thông tin tài khoản chuyển khoản ở đây. Xong rồi nhiều anh chị các bạn xem trên kênh YouTube đang cảm xúc lên cao mà. Xem xong bắt đầu là vào trong này cái thấy thông tin các bạn chuyển khoản cái âm các bạn vào trong lớp học. Xong rồi khi mà vào xong các bạn kêu sao học nhiều thế? Sao mà trong này không có xe kèo, không có giống như kiểu là anh ơi. Mua con này đi, mua con kia đi, rồi thoát ra vùng nào sao thấy không thấy, mà toàn thấy cứ phân tích giống như cái kiểu mà hồi nãy tôi đưa cho các bạn vậy đó. Thấy phân tích như vậy thì theo mệt quá rồi. Em thì em lười học lắm, em tưởng có xe kèo chứ. Cuối cùng các bạn thấy là vô tình là cái hệ tư duy của hai bên nó không hợp. Đó, nên mục đích tôi làm cái buổi Zoom 1-1 để làm gì? Để giải đáp cho các anh chị thực sự hiểu cái cách mà tôi hướng dẫn và cái cách học tập và đồng hành. Để tránh trường hợp là nhiều anh chị không phù hợp, các bạn đi lạc vào trong lớp học, đi lạc vào khổ lắm. Các bạn hãy tưởng tượng một cái môi trường học tập như vậy, trao đổi như vậy, mà những anh chị các bạn vào chỉ hóng kèo thôi, hóng mãi chả thấy kèo, khổ lắm, đúng không?
Rồi thứ hai nữa là sao? Để mình và các anh chị có cái buổi trao đổi để hiểu về nhau. Các bạn có những cái gì thắc mắc về tôi, các bạn có thể hỏi, tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Để sao? Để khi chúng ta hiểu về nhau rồi thì mới làm việc nó tốt. Còn không thôi, nếu mà không hiểu thì rất là khó, các bạn thấy không? Và để tôi định hướng cho các bạn phù hợp. Có rất nhiều anh chị và tôi sẽ hỏi, à anh chị đã từng đầu tư chưa? Đã từng mất tiền ở những thị trường nào? Tại sao là mất tiền? Có nhiều anh chị mất tiền mà các bạn không hiểu lý do vì sao. Rồi nhiều anh chị các bạn lại nghĩ hơi hợt là như này, à vào học xong một cái là đầu tư thành công. Không phải. Thành công hay không nó sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào các anh chị. Kiến thức tôi chia sẻ cho các bạn, tôi sẽ rất nỗ lực, tôi sẽ rất tâm huyết với các anh chị. Nhưng kết quả nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc là gì? Các bạn học tập có nghiêm túc không? Các bạn có làm đúng theo những cái lộ trình tôi hướng dẫn không? Cái bài toán phân bổ vốn, phân bổ danh mục đầu tư, quản trị cảm xúc của các bạn như thế nào? Có follow theo kế hoạch không? Rất là nhiều thứ các bạn. Nên nhiều anh chị vui lắm mà các bạn không hiểu, các bạn cứ kêu à đầu tư thua là các bạn cứ đổ lỗi cho người thầy. Không phải đâu các bạn. Cách tôi đầu tư, tôi quản lý vốn như vậy, nhưng các bạn có làm được như vậy không? Đó là một câu chuyện. Nên là phải có cái buổi Zoom như vậy là anh chị. Và các anh chị thấy là đa số khi các anh chị hiểu về tư duy rồi, các bạn thấy à xác định 5 năm, 10 năm với thị trường này. Bởi vì cái cách mà tôi định hướng các bạn á, chúng ta sẽ phải già đi đúng không? Anh chị và tôi cũng vậy. Thì câu chuyện các bạn thấy mà để có thể có một cái nghề trong tương lai sofa thì các bạn cần phải luyện tập từ bây giờ. Đầu tư nó khó đâu đơn giản đâu các anh chị. Nên các bạn vào, các bạn đừng có nhìn vội đặt mục tiêu kiếm tiền ngay, mà đặt mục tiêu mình phải giỏi. Thì khi các bạn đặt mục tiêu, à ok, 3 năm, 5 năm nữa mình giỏi, thì khi đó các bạn có thể có một cái gọi là cái công việc đầu tư. Các bạn không lệ thuộc vào ai cả đúng không? Còn bây giờ mà đang khó khăn, mà đòi, ôi em bây giờ em chán việc rồi, hoặc là em lười kinh doanh rồi, sao em muốn vào đây để anh chị em kiếm tiền? Không có đâu các bạn, không có chuyện đó. Đó, rồi thông qua trao đổi thì các anh chị sẽ được giải đáp hết toàn bộ các cái vấn đề của các bạn. Tức là thắc mắc cái gì giải đáp hết. À ok, bây giờ em đồng ý vào học rồi. Thì kiểu như vậy. Còn mình có những cái vướng bệnh, có những cái băn khoăn thì chắc chắn các bạn nghi ngờ đủ các kiểu sao học được đúng không? Đó, nên các bạn thấy là cái nhóm này nó tại sao là những anh chị trong cái nhóm đầu tư dài hạn này nha các anh chị. Cái nhóm đầu tư dài hạn này là các anh chị đã cày nát cái kênh YouTube của tôi rồi. Cày nát rồi các bạn. Họ cày nát cái kênh YouTube này rồi, họ xem, họ hiểu về tư duy mindset rồi vào Zoom rồi. Nên đôi lúc các bạn biết mà làm việc với người họ cùng tư duy, cùng mindset nó rất là dễ. Còn những anh chị mà không cùng tư duy, không cùng mindset khó lắm các anh chị. À, khó lắm đó. Thì thông qua trao đổi các bạn sẽ hiểu được. Thì mục đích á, mình làm cái video này để giải đáp cho các bạn là nếu các anh chị xác định đầu tư dài hạn là một cái sự nghiệp thì cái khóa học này đồng hành là phù hợp. Đó, thì trong này các bạn thấy là sẽ học tập rất là nhiều, nhiều lắm các anh chị, nhiều lắm. À, và trong tương lai có những cái gì mới mình cũng sẽ cập nhật cho các anh chị nữa. Đó kiểu vậy. Đó, nên á, là mình nói các bạn này, học tập các bạn phải thấy lộ trình này này. Sau một năm á, các bạn mới chỉ là người có kiến thức về đầu tư thôi. Nên những anh chị mà vào đây có 1, 2 tháng, 3 tháng ăn sổi thì tôi nói các bạn không có, khóa học này không phù hợp. Nhưng sau 3 năm các bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm. Lúc này mà các bạn muốn mất tiền cũng khó. Nhưng kiếm tiền thì nó chưa ổn định. Nó có thể là có khi thì tận dụng được, có khi thì không tận dụng được. Nhưng mà mất tiền thì khó lắm đó. Nhưng sau 5 năm các bạn sẽ là một nhà đầu tư chắc chắn tạo ra tiền. Bởi vì khi các bạn có cái chiều sâu rồi, các bạn trải qua một cái chu kỳ thị trường rồi, thì các anh chị thực sự là các bạn nhìn ra được, các bạn sẽ có cái sự kiên nhẫn hơn đám đông. Các bạn sẽ có vào tiền tại những cái thời điểm mà đám đông người ta không nhắm vào. Các bạn sẽ dứt khoát thoát đi tại những cái thời điểm mà người ta là gì FOMO mua vào. Thì chỉ có trải nghiệm, chỉ có đi cùng với thị trường, chỉ có tích lũy đủ lâu thì nó mới có thể là có được những kỹ năng đó thôi các bạn. Đó, nên là tôi nói lại, những anh chị nào mà các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể đăng ký và tư vấn vào trong cái khóa học đầu tư dài hạn chuyên sâu này. Thì cái link mô tả tôi sẽ để ở bên dưới cái video. Và nếu các anh chị cảm thấy phù hợp, các bạn đăng ký vào, các bạn sẽ làm việc với bộ phận hỗ trợ trước. Và sau đó bộ phận hỗ trợ thấy nếu mà các anh chị cảm thấy phù hợp thì họ sẽ book một cái buổi Zoom 1-1 cùng với tôi, để tôi Zoom để trao đổi với các anh chị. Thì ngoài ra trên cái kênh YouTube này các bạn thấy là mình cũng chia sẻ rất là nhiều những kiến thức, các bạn có thể học ở trên đó rất là nhiều. Thì hy vọng thông qua cái video này nó giúp cho các anh chị hiểu hơn về cái nhóm đầu tư dài hạn, cũng hiểu hơn về cái cách mà tôi chia sẻ trên kênh YouTube này. Thì mong muốn cuối cùng của tôi làm gì? Tìm được một cái cộng đồng phù hợp để trao đổi, để chúng ta là cùng nhau đi dài hạn. Thì cái đích đến làm sao giúp được các anh chị là cái cách các bạn có thể tự đầu tư, tự đứng được trên đôi chân của chính các anh chị là niềm vui của tôi rồi.
Nên tại sao các anh chị thấy trong cái nhóm đầu tư dài hạn này nè, các bạn thấy trong cái nhóm này là khoảng tầm á, là hơn 140 anh chị đang đồng hành cùng với tôi. Thì những anh chị nào các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể đăng ký vào trong cộng đồng này. Và hy vọng là gặp các anh chị sớm nha các anh chị. Rồi thân ái chào tạm biệt các anh chị. Hy vọng là cái video này giúp cho các anh chị hiểu được là cái group đầu tư dài hạn chuyên sâu nó chát chít như thế nào. Và các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia vào. Rồi thân ái chào tạm biệt các anh chị.